Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 396. Đại sảnh Trương gia, sắc mặt Trương Anh không mấy thiện cảm nhìn Trương Luân, hoàn toàn không vì Trương Luân là anh cả của ông ấy, con trai cả của Trương Thái Viêm mà sợ sệt. Thưa bố, bây giờ Trường Sa hỗn loạn, nhưng thực tế, chẳng qua chỉ là cách thức để những gia tộc nhỏ đó tìm cách tự bảo vệ mình thôi. Giang gia đột nhiên ra tay với Triệu gia và Lưu gia, làm hai gia tộc bỗng chốc biến mất, đã khiến trong lòng những gia tộc khác vẫn còn sợ hãi, rất sợ mục tiêu tiếp theo của Giang gia sẽ là bọn họ. Trương Anh nói nghiêm túc từng câu từng từ một, cả người đứng ở đại sảnh cũng giống như một tòa tháp sắt, khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhưng trên thực tế, dáng người của Trương Anh không tính là cao to vạm vỡ, thậm chí không được xem là cường tráng. Cùng lắm chỉ được xem là một dáng vẻ bình thường, nhưng lúc này, trong lòng nhiều người Trương gia nảy sinh ảo giác. Giống như Trương Anh đang đứng đó thì có thể mang đến cho mọi người cảm giác an toàn chưa từng thấy. Không sai, thưa gia chủ, bây giờ tình hình ở Trường Sa có vẻ hỗn loạn, nhưng rất dễ để phân tích rõ ràng. Không sai, nếu bây giờ chúng ta không quan tâm hỏi thăm Trần gia và Đinh gia, vậy thì Trương gia chúng ta đã làm trái ngược giao ước trước đây đạt được với bọn họ. Như vậy, Trương gia chúng ta cũng sẽ mang tiếng xấu không giữ chữ tín đúng vậy, thưa gia chủ, bây giờ Giang gia vẫn chưa ra tay triệt để. Đây là thời điểm tốt để chúng ta hành động, nếu có thể mua chuộc các gia tộc đó ở Trường Sa, thực lực của Trương gia chúng ta nhất định sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu theo lời của các người nói như vậy, lẽ nào Giang gia chỉ mở to mắt nhìn chúng ta nhúng tay vào Trường Sa à? Đúng vậy. Tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn do Giang gia cố tình làm mất phương hướng, dụ dỗ chúng ta nhúng tay vào Trường Sa. Như thế thì tương đương với việc lật bài ngửa với Giang gia, trực tiếp đối đầu. Chẳng mấy chốc, mọi người trong Trương gia sôi nổi thảo luận, mỗi người đều bày tỏ quan điểm và cách nhìn riêng của mình. Nhưng quan điểm và cách nhìn của mọi người trước sau không được thống nhất. Từ đầu đến cuối có hai nhóm người ủng hộ chủ trương của Trương Anh và Trương Luân. Sắc mặt Trương Luân tối sầm đứng phía trên Trương Anh. Hơi nghiêng nhìn Trương Anh, trong lòng thầm mắng một trận. Ông ta không ngờ, khi mình hơi lơ là thì Trương Anh có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong Trương gia như vậy. Phải biết rằng, trước đó hầu như toàn bộ mọi người trong Trương gia đều ủng hộ Trương Luân. Còn Trương Anh, trước đây hoàn toàn không ai trong Trương gia coi trọng ông ấy. Chẳng qua bây giờ, ánh mắt của Trương Luân hung dữ, trong phút chốc nghĩ ngay đến nhóm người Chu Dương. Hình như những thay đổi của Trương Anh bắt đầu từ sau khi Chu Dương xuất hiện. Ban đầu, ngoài Trương Thái Viêm gia, Trương Luân ông ta có quyền uy mạnh nhất tại Trương gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng từ khi ông ta không đối phó được với Chu Dương, sau nhiều lần chịu thiệt trong tay Chu Dương, thậm chí bị Chu Dương đánh trọng thương, Trương Luân đột nhiên phát hiện quyền uy tiếng nói của ông ta trong Trương gia đã bị giảm đi rất nhiều. Trước đây, nhiều người trong Trương gia có ý định ủng hộ ông ta. Nhưng bây giờ tất cả bắt đầu chuyển sang ủng hộ Trương Anh. Thưa bố, chú hai vẫn còn quá trẻ. Chú ấy không nhìn thấy rõ rất nhiều chuyện. Trường Sa là nơi nào? Đó là trung tâm của Giang gia. Bất cứ ai muốn nhìn thấy Trường Sa hỗn loạn, Giang gia bọn họ tuyệt đối sẽ không để nhìn thấy chuyện Trường Sa hỗn loạn. Hơn nữa trước mắt lại có liên quan đến Trần gia và Đinh gia, nhất định phải hành động thận trọng. Trương Luân liếc nhìn Trương Anh, sau đó giọng điệu nặng nề nói. Ông ta tự đoán mình đã nhìn thấu triệt để, tất cả chuyện này đã bị Giang gia thao túng sau lưng. Mục đích là để dụ dỗ Trương gia nhúng tay, từ đó nắm chặt lấy chỗ yếu của Trương gia, giảng một đòn nặng nề vào Trương gia. Thậm chí, Trương Luân nghi ngờ về lời đồn Triệu gia và Lưu gia đã biến mất trong một ngày, cũng là Giang gia ra tay sắp xếp. Mà toàn bộ Triệu gia và Lưu gia từ lâu đã về phe của Giang gia. Tất cả những người ngoài cuộc đều bị Giang gia che giấu. Gia chủ, lúc này, một người bảo vệ điên cuồng chạy vào đại sảnh, trên mặt hơi hoảng sợ. Chuyện gì? Hoảng hốt như vậy, còn ra thể thống gì? Trương Thái Viêm còn chưa nói, Trương Luân đã dẫn đầu lên tiếng quát mắng. Ông ta nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của bảo vệ, lập tức cảm thấy không vui. Bản thân ông ta muốn tranh thủ ủng hộ của Trương Thái Viêm ở đây. Hắn chỉ là một bảo vệ nho nhỏ, không có mắt nhìn, vậy mà dám hấp tấp quấy rầy, cắt ngang sự chú ý của mọi người. Quả thật là đang muốn chết. Đại thiếu gia, Chu Dương dẫn người đến, bây giờ đã đến trước cổng. Tiểu thiếu gia Trương Kiệt đi trước tiếp đón rồi bảo vệ không dám do dự, vội vàng nói. Hắn không muốn vô cớ bị người khác quát mắng vì chỉ truyền đạt một tin tức như vậy. Sau khi truyền đạt xong tin tức, nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành. Cái gì, Chu Dương, cậu ta vậy mà còn dám đến Trương gia?
Lẽ nào thực sự cho rằng Trương gia chúng ta không thể chỉnh đốn cậu ta sao? Trương Luân nghe thấy, trong lòng chấn động, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ mắng mỏ. Ông ta vẫn còn nhớ, trước đó trong bữa tiệc của Giang gia, nhóm người Chu Dương bị Giang gia, Dư gia, Đỗ gia vây quanh. Lúc đó, ông ta đã ra tay ngăn cản người Trương gia giúp đỡ. Thằng khốn Chu Dương đó sẽ không đến để tính sổ chứ. Không chỉ Trương Luân, mà trong lòng của những người khác cũng rất ngạc nhiên. Nhiều người trong số họ đều biết ân oán giữa Chu Dương và Trương gia, đặc biệt là Chu Dương đã đánh trọng thương hai bố con Trương Luân và Trương Đào. Với lại, tại bữa tiệc của Giang gia, Trương Luân đã thừa cơ hãm hại Chu Dương. Bây giờ Chu Dương tìm đến, lẽ nào là chờ sau khi xong việc đến tính sổ sao? Ngay lập tức, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trương Luân. Hừ, hoảng hốt gì chứ, Chu Dương và Trương Kiệt con trai tôi là bạn đại học. Cậu ấy đến Trương gia, lẽ nào cậu ấy còn sẽ gây bất lợi cho Trương gia chúng ta sao? Trừ khi có người trong lòng có ý xấu, muốn chống lại cậu ấy. Lần này, tôi không hy vọng xảy ra tình huống như trước nữa. Trương Anh nhìn mọi người, đặc biệt là phản ứng của Trương Luân, trong lòng vui sướng, lớn giọng nói. Lần trước, người của Chu Dương sống ở Trương gia một thời gian. Vốn mọi chuyện đều bình thường, còn có thể nhận được tình hữu nghị của họ. Thế nhưng lại bị Trương Luân và Trương Đào cản trở từ bên trong, gây khó dễ cho họ. Đến nỗi khi Chu Dương đến, đã gây rối loạn lớn tại Trương gia. Thậm chí, hai cha con Trương Luân và Trương Đào cũng bị Chu Dương đánh thương, không thể rời khỏi giường trong 10 ngày nửa tháng. Kể từ đó, giữa Chu Dương và Trương gia dường như có một chút ngăn cách. Cho dù có Trương Kiệt khai thông tư tưởng từ bên trong, nhưng lớp ngăn cách cũng không có cách nào loại bỏ triệt để. Tôi đi xem thử, nhưng đừng ai không có đầu óc, không biết tình hình hiện tại. Đến lúc đó, gieo gió thì gặt bão, quả thật là làm mất thể diện của Trương gia. Trương Anh lạnh giọng hừ một câu, rồi liền trực tiếp rời đi. Những người còn lại, ngoại trừ những người ủng hộ Trương Anh, sắc mặt của những người khác toàn bộ khác nhau. Vẻ mặt của Trương Thái Viêm trang nghiêm, nhìn Trương Anh rời đi, rơi vào suy nghĩ miên man. Bây giờ, trên mặt của Trương Luân và những người ủng hộ ông ta đầy giận dữ, nhưng không ai thể hiện ra bên ngoài. Suy cho cùng, lời nói của Trương Anh là sự thật. Chu Tổng, cậu đến rồi. Trương Anh đến cổng trang viên của Trương gia, thì nhìn thấy Trương Kiệt đang dẫn mấy người Chu Dương đi vào bên trong, lập tức đi lên đón tiếp. Kể từ khi ông ấy và Chu Dương cùng thúc đẩy hợp tác giữa công ty Danh Dương và mỹ phẩm Mỹ Thần, tốc độ phát triển của cửa hàng trụ sở chính công ty Danh Dương khiến trong lòng Trương Anh vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, nhiều người ở tỉnh Tương Tây đã bắt đầu liên lạc với ông ấy, muốn ông ấy làm trung gian giới thiệu. Bọn họ cũng muốn trò chuyện với Chu Dương, nói không chừng cũng có thể đạt được hợp tác nào đó. Dẫu sao, mọi người đều nhìn thấy quá rõ ràng sự phát triển của cửa hàng công ty Danh Dương. Doanh thu bán hàng 1 tỷ trong nửa tháng, đặt ở đâu đều là một con số không dám tưởng tượng. Chương 397. Trương tiên sinh Chu Dương mỉm cười, coi như nói xin chào với Trương Anh. Cả nhóm người nhanh chóng đi vào trong trang viên của Trương gia. Có điều, bởi vì đại sảnh của Trương gia đang tổ chức họp gia tộc, cho nên Trương Kiệt dẫn Chu Dương đến khu vườn nơi Tô Vĩ từng ở trước đây. Khu vườn nhỏ này gần như giống khi họ rời đi, cơ bản không có thay đổi. Chu tiên sinh, bây giờ mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút. Bên đó đang tổ chức họp gia tộc, đợi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp bố tôi. Trương Anh cười nói, đợi sau khi nhóm người Chu Dương ổn định xong, ông ấy rời đi, để Trương Kiệt một mình ở đây. Suy cho cùng, Trương Kiệt và Chu Dương vẫn còn tình bạn thời đại học. Cậu ấy một mình ở đây, không tính là người ngoài. Chu Dương, tại sao cậu đột nhiên đến, tình hình ở Trường Sa hỗn loạn như vậy, lẽ nào cậu không lo lắng Giang gia có hành động gì sao? Vẻ mặt của Trương Kiệt hơi lo lắng, ngay cả trong giọng điệu cũng hoảng hốt. Dẫu sao, mặc dù bây giờ cửa hàng công ty Danh Dương đang phát triển rất nhanh. Nhưng suy cho cùng, thời gian phát triển ngắn, nền tảng ở Trường Sa là không đủ. Mặc dù bây giờ còn chưa có ai có ý đồ xấu, nhưng phát triển nhanh chóng như vậy khó tránh sẽ không gây chú ý cho lòng thèm muốn của người khác. Chỉ Giang gia mới có khả năng này ở Trường Sa. Chu Dương dẫn người đến Tương Tây, điều đó có nghĩa Trường Sa đang ở trong tình trạng trống rỗng. Một khi Giang gia ra tay, sẽ dùng thủ đoạn cay độc ra tay với cửa hàng trụ sở chính công ty Danh Dương. Vậy thì cho dù bây giờ Chu Dương vội vã quay lại, sợ rằng đã không kịp. Yên tâm đi, tôi biết cậu muốn nói Giang gia. Có điều Giang gia bây giờ sẽ không ra tay với tôi. Lần này tôi đến đây là có chuyện muốn bàn bạc cùng Trương gia các cậu. Nhưng bây giờ nói với cậu không tốt, mọi thứ phải bàn với ông cậu mới được.
Chu Dương cười nói, sau khi để mọi người thu dọn xong đồ đạc, liền dẫn Tôn Liên và Trương Kiệt cùng nhau chuẩn bị đi gặp Trương Thái Viêm. Quả thực, Chu Dương cho đến bây giờ còn chưa thực sự gặp mặt gặp Trương Thái Viêm. Mặc dù trước đây đã có qua lại, nhưng chưa gặp mặt. Khó tránh khỏi có một số điều không khách quan hoặc khó nhận biết. Lần này, Chu Dương chuẩn bị sẵn sàng gặp lão gia chủ của Trương gia. Sau khi biết Chu Dương đến, cuộc họp gia tộc của Trương gia trở nên nhàm chán, nhiều người tham dự cuộc họp đều cảm thấy tư tưởng không tập trung. Đến nỗi cho dù Trương Luân đưa ra bất kỳ ý kiến và quan điểm gì, cũng không có mấy người hùa theo. Bỗng chốc, cũng khiến trong lòng Trương Luân tức giận đến cuống cuồng. Nhưng ông ta không có cách, ý chí của người khác sẽ không vì ông ta mà thay đổi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tình hình Trường Sa bên đó các người chú ý một chút. Cuối cùng, vẫn là Trương Thái Viêm kết thúc cuộc họp gia tộc. Sau khi mọi người chào xong liền tấp nập rời đi, bọn họ muốn xem, lần này Chu Dương đến đây rốt cuộc vì chuyện gì. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy Chu Dương, tất cả mọi người đều sững sờ, rồi gật đầu ra hiệu với Chu Dương, sau đó mới rời đi. Chu Dương ở bên ngoài đại sảnh đợi không lâu, thì nhìn thấy nhiều người Trương gia đi ra. Bọn họ từng người một nhìn thấy mình hơi ngần ra, sau khi hơi ra hiệu mới đi hẳn. Chu Dương cũng không giữ ai lại truy hỏi, mà chỉ yên lặng đợi Trương Thái Viêm. Khi Trương Luân đi ra, ông ta trừng mắt nhìn Chu Dương, không có phản ứng nào khác, rồi đi thẳng. Chu Dương cũng không để ý, bây giờ Trương Luân vẫn không phải là gia chủ của Trương gia, đối với sự kiểm soát Trương gia còn chưa mạnh như vậy, hoàn toàn không cần thiết chú ý đến ảnh hưởng với anh. Cuối cùng, một mình Trương Thái Viêm bước đi trang nghiêm ra ngoài. Chu Dương và Trương Thái Viêm lần đầu tiên gặp nhau, Chu Dương chỉ từng nghe giọng nói của Trương Thái Viêm, từng xem ảnh của ông ấy. Tương tự, sự hiểu biết của Trương Thái Viêm về Chu Dương cũng chỉ giới hạn như vậy. Có điều, không giống ở chỗ, sự hiểu biết của Trương Thái Viêm thông qua những việc Chu Dương đã làm trong thời gian này cũng sâu sắc hơn. Bây giờ Trương Thái Viêm nhìn thấy Chu Dương, khẽ cười. Cậu là Chu Dương đúng không? Trương Thái Viêm cười híp mắt nói, nhìn rất hiền hậu. Nhưng hoán đổi bất cứ ai có hiểu biết sâu sắc về Trương Thái Viêm, đều sẽ không có suy nghĩ Trương Thái Viêm hiền hậu. Là tôi, Trương Lão Gia. Lần này đến Trương gia là có một số chuyện muốn bàn với ông. Chu Dương cười gật đầu, cúi mình chào, xem như là kính trọng Trương Thái Viêm. Dẫu sao tính theo tuổi tác, Trương Thái Viêm thừa tuổi để làm ông của Chu Dương, xem như là bề trên. Ừ, cậu đi theo tôi. Trương Thái Viêm khẽ cười gật đầu, đi về phía sân sau. Chu Dương cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo Trương Thái Viêm cùng nhau ra hậu viện. Không lâu sau, Trương Thái Viêm liền đến một sân nhỏ. Sân nhỏ diện tích không lớn, khoảng chỉ mười mấy mét vuông, nhưng trông vô cùng tĩnh mịch. Một chiếc bàn đá tròn được đặt ở giữa sân, có bốn chiếc ghế đá xung quanh bàn. Đây là sân của ông tôi, ông ấy bình thường đều ở đây. Trương Kiệt đến gần tại của Chu Dương, nhỏ giọng giải thích. Cậu ấy nhận ra dáng vẻ không hiểu của Chu Dương, cho nên cậu ấy biết được một số chuyện, cũng sẽ giải thích cho Chu Dương. Ngồi đi, thái độ của Trương Thái Viêm lão gia rất tốt, luôn cười ha ha, giơ tay ra hiệu. Bình tĩnh nhìn Chu Dương, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chu Dương cũng không dè dặt, trực tiếp ngồi xuống. Tôn Liên và Trương Kiệt cũng từng người ngồi trên hai chiếc ghế đá khác. Trương Kiệt nhìn Tôn Liên, có chút nghi ngờ. Cậu ấy không quen biết Tôn Liên, cũng không biết Chu Dương dẫn Tôn Liên đến là có việc gì. Trái lại, Trương Thái Viêm liếc nhìn Tôn Liên, khuôn mặt suy ngẫm. Vị này là Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng nhỉ. Giọng điệu chắc chắn. Trương Thái Viêm đã lập tức đoán được thân phận của Tôn Liên, bình thản nói. Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Trong chốc lát, Trương Kiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong ánh mắt đầy phấn khích nhìn vào Tôn Liên. Tên của Tôn Liên trong quỹ đầu tư thời thượng vô cùng nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây. Ít nhất, Tôn Liên là thần tượng của nhiều người. Trương Kiệt là một trong số đó. Chẳng qua từ trước đến giờ, Tôn Liên không thường lộ mặt, cho nên những người bình thường rất khó gặp bà ấy. Bây giờ Tôn Liên đang ở trước mặt. Trương Kiệt cảm thấy hệ hô hấp của bản thân như ngưng trệ. Trương lão gia thật sự có mắt tinh tường, thoáng chốc là nhận ra tôi. Tôn Liên cũng không che giấu thân phận, dứt khoát thừa nhận. Suy cho cùng, ở trước mặt Trương Thái Viêm, cho dù là bà ấy, cũng chỉ là người nhỏ tuổi. Giọng điệu che giấu cũng không thoải mái, chỉ bằng phóng khoáng thừa nhận thân phận của bản thân. Ha ha, ngay cả tiểu tôn cũng đến, không biết lần này tại sao Chu Dương lại đến Trương gia. Trương Thái Viêm không tỏ rõ ý kiến. Cười híp mắt nhìn Chu Dương. Đồng thời, Trương Kiệt cũng nhìn Chu Dương. Dẫu sao, lần này Chu Dương đến Trương gia hơi đột ngột.
Trước đó cậu ấy không nhận được bất kỳ tin tức nào. Cho nên cậu ấy cũng không biết mục đích của Chu Dương. Trương lão gia, ông đã hỏi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Lần này tôi đến Trương gia là để tăng cường hợp tác với Trương gia. Chu Dương thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Thái Viêm, không chút né tránh. Chương 398. Chu Dương vừa dứt lời, biểu cảm của Tôn Liên cũng không có gì thay đổi. Còn Trương Kiệt lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vội vã nhìn Chu Dương. Thậm chí, đến cả Trương Thái Viêm lão gia, bề ngoài có vẻ ung dung thản nhiên, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia hiếu kỳ. Chu Dương, hợp tác cái gì? Chúng ta chẳng phải đã hợp tác rồi sao? Trương Kiệt dù gì vẫn còn trẻ, không kiềm chế được, chủ động lên tiếng hỏi. Chu Dương cũng không có ý đắn đo che giấu, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao anh chỉ đưa ra mong muốn hợp tác như vậy, còn Trương gia có đồng ý hay không, Chu Dương cũng không quan tâm. Suy cho cùng, nếu Trương Kiệt không đồng ý hợp tác, Chu Dương cũng có thể tìm một người khác làm cùng, thậm chí, điều một vài người ở công ty danh Dương đến cũng không phải điều gì khó. Chu Dương nói càng lúc càng nhiều, liên quan đến việc mở rộng các chi nhánh của công ty danh Dương ra khắp tỉnh Tương Tây trong tương lai. Trương Kiệt hiểu rõ mọi việc, vẻ mặt cũng kích động hơn. Chu Dương nói về nội dung hợp tác thật ra không có gì mới. Chỉ là dùng phương thức hợp tác này để thúc đẩy việc quảng cáo của cửa hàng trụ sở công ty danh Dương, mở rộng ra khắp tỉnh Tương Tây. Vừa nghĩ tới cửa hàng trụ sở chính của công ty danh Dương hiện tại đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trong lòng Trương Kiệt hoàn toàn bị kích động. Nếu theo như lời của Chu Dương, phát triển mở rộng khắp tỉnh Tương Tây, cho dù những chi nhánh kia làm ăn không thịnh vượng như cửa hàng trụ sở chính, nhưng nếu nỗ lực một chút, cũng sẽ không quá tồi. Đến lúc ấy, tất cả các chi nhánh trong tỉnh gộp lại, cũng đủ để vượt qua cửa hàng trụ sở chính. Mà lần này, Trương Kiệt không chỉ là người đứng giữa thua một chút lợi nhuận nữa. Dù gì, theo như cách nói của Chu Dương, Trương gia cũng có thể tham gia vào, mở vài cửa hàng chi nhánh. Chu Dương, như vậy đúng là quá tốt, tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Trương Kiệt kích động đến nỗi trực tiếp đứng lên, mạnh mẽ vỗ tay. Chu Dương mỉm cười, cũng không lập tức nói tiếp, bởi vì anh biết, Trương Kiệt mặc dù nói như vậy, nhưng cậu ấy không thể tự quyết định. Quyền quyết định nằm trong tay Trương Thái Viêm lão gia. Nhìn thấy Chu Dương không có phản ứng gì, chỉ cười nhẹ, Trương Kiệt cũng biết chỉ cậu ấy cảm thấy ổn nhưng bản thân không có quyền quyết định việc hợp tác với Chu Dương. Bây giờ người có tiếng nói ở Trương gia, chủ yếu là hai người Trương Luân và Trương Anh. Dựa vào thái độ của Trương Luân đối với Chu Dương, Trương Kiệt thậm chí chắc chắn rằng, lần hợp tác này là không thể đạt được. Nhưng trong Trương gia, bố của cậu là Trương Anh, tiếng nói lại không bằng Trương Luân, lời của ông ấy, cũng chưa chắc là có tác dụng. Thế nên trước mắt, người có thể quyết định bằng một câu nói duy nhất, chỉ có ông nội Trương Thái Viêm. Ông nội, cháu cảm thấy lần hợp tác này với Chu Dương là rất có lợi cho Trương gia chúng ta, đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trương Kiệt vẻ mặt rất mong đợi nhìn Trương Thái Viêm lão gia, cậu ấy cảm thấy chỉ cần bản thân có thể thuyết phục lão gia, vậy thì lần hợp tác này có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Cho dù sau đó Trương Luân có muốn soi mói tìm phiền phức, thì ông ta cũng phải cân nhắc suy nghĩ. Ha ha, Tiểu Kiệt, cháu đừng vội vàng, một dự án hợp tác lớn như vậy, đưa ra quyết định không phải điều dễ dàng. Trương Thái Viêm dường như không nhìn thấy biểu cảm của Trương Kiệt, thản nhiên xua tay, tùy ý nói. Ngay lập tức, Trương Thái Viêm nhìn Chu Dương, đôi mắt sâu như vực thẳm, người bình thường nếu tiếp xúc, rất có thể sẽ rơi xuống vực thẳm ấy. Thậm chí, sẽ bị một ánh mắt của Trương Thái Viêm làm cho kinh hãi. Chu Dương, dự án hợp tác mà cậu nói không tồi, cho dù là với Trương gia chúng tôi, hay là đối với cậu, đều là chỉ có lợi không có hại. Trương Thái Viêm vừa cười vừa nói tiếp. Nhưng bây giờ Trương gia chúng tôi là một trong năm đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây, cho dù trong năm đại gia tộc, cũng cần phải hướng về phía trước, cậu nói về dự án hợp tác này, sẽ đem đến cho Trương gia chúng tôi lợi ích, nhưng vẫn không đủ. Sau khi Trương Thái Viêm nói xong, bèn im lặng nhìn Chu Dương, ông ta muốn xem Chu Dương có phản ứng như thế nào. Dù gì, lời nói này của ông ta, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu muốn hợp tác với Trương gia chúng tôi, hoặc là có thành ý hơn một chút, chỉ dựa vào phương thức hợp tác bây giờ, đối với Trương gia mà nói, có hay không đều như nhau, cũng không quan trọng, vậy thì Trương gia tại sao lại phải hợp tác với cậu? Lúc này, Trương Kiệt ngây người ra, trong lòng thậm chí vô cùng lo lắng, muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân lúc này, chẳng thể nói được gì. Một mặt, cậu ấy là người của Trương gia, tất cả đều phải suy nghĩ đến lợi ích của Trương gia, và lại, Trương lão gia đã rõ ý kiến của mình, cậu ấy càng không thể phản bác. Một mặt khác,
cậu ấy là bạn đại học của Chu Dương, mà Chu Dương đến Tương Tây, cũng vì muốn giúp cậu ấy. Nếu như Trương gia khiến Chu Dương chịu oan ức, vậy thì trong lòng Trương Kiệt sẽ rất áy náy. Không giống như Trương Kiệt trong lòng đang lo lắng, Chu Dương vô cùng bình tĩnh. Trương lão gia, ông là bề trên của tôi, theo lý mà nói, lời của ông, đáng để tôi suy nghĩ và làm lại bản kế hoạch khác. Chu Dương cười nói, giọng điệu như một cơn gió mùa xuân, làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng có một điểm, tôi hy vọng ông có thể hiểu rõ một chút. Cái gì? Trương Thái Viêm ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Chu Dương, nhưng cũng chỉ như vậy. Nếu Chu Dương một chút khôn ngoan cũng không có, vậy thì anh không thể gây ra ồn ào lớn như vậy ở Trường Sa, cũng không có tư cách ở đây nói nhiều chuyện với ông ta. Có điều, Trương Thái Viêm còn muốn biết, điều Chu Dương muốn nói rốt cuộc là gì. Nếu muốn nói để bản thân thoải mái hơn, thì không cần đưa ra nhiều điều kiện như vậy. Hay là muốn dựa vào ý nghĩ của mình, sửa đổi kế hoạch hợp tác, bỏ qua một số lợi ích của bản thân mình, để Trương gia có nhiều lợi ích hơn. Trương Thái Viêm có chút mong đợi, tôi hy vọng ông có thể hiểu một điểm, hôm nay tôi tới đây, không phải là đến nhờ vả người khác. Ánh mắt của Chu Dương bình tĩnh và thờ ơ, không hề bận tâm, tùy ý nói ra một câu, cũng không sợ ánh mắt ngay lập tức trở lên nghiêm khắc của Trương Thái Viêm, trực tiếp nhìn thẳng lại. Tôi không phải là đang nhờ vả người khác, thế nên ông cũng không phải bày ra bộ dạng người ở vị trí trên cao, dáng vẻ như nắm được đằng chuỗi của tôi. Đây chính là ý nghĩa trong lời nói của Chu Dương. Rất rõ ràng nhưng cũng rất có lực. Tôn Liên Khế nhìn Chu Dương, ánh mắt hiếu kỳ. Bà ấy không biết Chu Dương dựa vào cái gì mà dám nói những lời như vậy, lẽ nào chỉ dựa vào quan hệ bạn đại học giữa anh và Trương Kiệt. Trương Kiệt hết sức kinh hoàng, cậu ấy khẽ há miệng, nhìn Chu Dương, lời nói đến miệng, lại nuốt vào, chỉ là ánh mắt tràn ngập ý khuyên bảo. Cậu muốn Chu Dương đừng hành động theo cảm tính, bình tĩnh nói chuyện, dù sao cũng đừng đắc tội với Trương Thái Viêm. Nếu không đến lúc đó, Trương Kiệt cậu cũng không tài nào giải thích gì cho Chu Dương được. Nhưng Chu Dương lại không để ý tới thái độ của Tôn Liên và Trương Kiệt, anh chỉ nói ra ý nghĩ của mình thôi, không liên quan đến người khác. Hơn thế nữa, cả Trương gia không hẳn sẽ làm gì được anh, càng không nói, bây giờ trong đây chỉ có 4 người bọn họ, mà Ngưu Xuyên cũng đang ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể xông vào. Trương Thái Viêm khẽ nheo mắt nhìn Chu Dương, thấy đối phương dám nhìn thẳng vào mình, không hề chớp mắt. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẻ mặt trở nên âm trầm. Chu Dương, cậu rất tự tin. Chương 399. Trương Thái Viêm chậm rãi nói, chỉ ngắn ngủn mấy chữ mà lại mang theo sự lạnh lùng, khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống không ít. Chu Dương, cậu tự tin như vậy, không biết sự tự tin này đến từ đâu, lẽ nào cậu cho rằng cái gọi là công ty danh Dương đó thật sự giỏi giang đến vậy sao? Trương Thái Viêm híp mắt lại, dường như đang đấu tranh với Chu Dương. Trong chốc lát, bầu không khí giữa Trương Thái Viêm và Chu Dương trở nên căng thẳng. Giống như hai người có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Sau đó Trương Thái Viêm sẽ cho người đối phó với Chu Dương, còn Chu Dương cũng sẽ hằng hải đánh lại. Ông nội, ông bình tĩnh lại đi, Chu Dương tuyệt đối không có ý đó, cậu ấy chỉ giải thích kế hoạch của mình thôi, mọi người còn có thể thương lượng mà. Trương Kiệt lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đứng dậy khuyên can. Cậu ấy không muốn nhìn thấy ông nội mình và Chu Dương xảy ra xung đột. Một khi đã đến mức đó thì có nghĩa là Trương gia và Chu Dương sẽ hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ. Vậy thì tất cả những việc Trương Kiệt làm trước đó đều sẽ uổng phí. Thậm chí, việc Trương Kiệt đến Đông Hải nhờ Chu Dương về Tương Tây sẽ là một việc sai lầm. Chu Dương, cậu cũng đừng tức giận, ông nội tôi lớn tuổi rồi, nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì không tốt về cậu. Trương Kiệt toát mồ hôi hột, bây giờ trong lòng cậu ấy vừa sợ hãi vừa sốt ruột. Sợ rằng chỉ sơ suất một chút Trương Thái Viêm và Chu Dương sẽ thật sự trở mặt. Ha ha, không sao, người già mà, tư tưởng hơi cố chấp là bình thường, tôi không để ý đâu, nhưng Trương Kiệt, có một việc tôi muốn nói với cậu, kế hoạch này tự chúng tôi có thể hoàn thành, không cần mượn sự trợ giúp của người khác. Ngừng lại một chút, Chu Dương tiếp tục nói. Vì vậy lần này, tôi đến bàn chuyện hợp tác với Trương gia, các cậu cũng đừng cho rằng tôi đến cầu xin các cậu, nếu đã như vậy. Bây giờ tôi đi, xem đến lúc đó người hối hận là ai. Chu Dương rất tự tin, hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế đá, cũng không kiêng nể gì mà nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc đánh giá cái khu vườn nhỏ này. Dáng vẻ này của Chu Dương rơi vào tầm mắt của Trương Thái Viêm, đúng là hơi tùy tiện. Nhưng Trương Thái Viêm không bức ép người khác, ngược lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá Chu Dương. Những hiểu biết trước đây của ông về Chu Dương đa số đều thông qua con đường khác, có cái là con cháu trong nhà nói cho ông. Có cái là những tin tức trợ lý thu thập được.
Bây giờ tận mắt gặp mặt, Trương Thái Viêm đột nhiên phát hiện hiểu biết của tất cả mọi người ở Trương gia đối với Chu Dương quả thực rất nông cạn. Thậm chí đến Trương Kiệt, bạn học của Chu Dương thời đại học cũng hiểu biết rất ít về Chu Dương. Trương Thái Viêm nghi ngờ, hiểu biết của Trương Kiệt đối với Chu Dương chỉ giới hạn trong thời gian đại học. Sau khi tốt nghiệp, tất cả những chuyện về Chu Dương thậm chí Trương Kiệt còn không biết, cho dù biết được một chút cũng chỉ là bề mặt, căn bản không hiểu biết sâu rộng. Mà đây đại khái là kế hoạch hôm nay Chu Dương đến Trương gia không che giấu chút nào. Trương Thái Viêm nhìn Chu Dương, thở dài. Bây giờ đại nghiệp của Trương gia lớn mạnh, vị trí đứng đầu trong năm gia tộc lớn ở Tương Tây, sức mạnh lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới toàn Tương Tây. Nhưng sau nhiều năm, nhất là 10 năm trước, sau thời kỳ đỉnh cao của Trương gia, dường như cả gia tộc đã rơi vào tình trạng tự thỏa mãn. Chưa nói đến việc tích cực tiếp xúc với gia tộc và tin tức bên ngoài, chỉ nói trong gia tộc, Trương Luân và Trương Anh tranh giành vị trí gia chủ cũng đã khiến gia tộc bị chia rẽ. Hai anh em Trương Luân và Trương Anh vốn không có năng lực cân bằng lợi ích giữa các bên trong nội bộ gia tộc. Trong đời thứ ba, Trương Đào hoàn toàn là một tên ăn chơi sa đọa, không làm việc đàng hoàng, ỷ thế Trương gia làm sằng làm bậy ở bên ngoài, nhất là Tương Tây. Khiến Trương Thái Viêm nhiều lần không chịu được muốn ra mặt dạy bảo hắn. Nhưng nghĩ đến việc dính dáng tới các phương diện lợi ích của gia tộc, ông cũng lực bất tòng tâm. Trương Kiệt tuy cũng tốt, nhưng còn trẻ tuổi, có lúc dễ hành động theo cảm tính, mất đi lý trí. Nói như vậy, Trương gia rất dễ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như, Trương Thái Viêm thở dài, nếu Trương gia có ai giống với Chu Dương, cho dù chỉ có một nửa sự khôn ngoan của Chu Dương, thì ông cũng không phải nhọc lòng đến vậy. Đáng tiếc, trời không cho người được như ý. Cậu rất tự tin, đây là việc tốt, nhưng cậu đã xem thường sự phức tạp của Tương Tây rồi, lẽ nào cậu cho rằng cả Tương Tây rộng lớn như vậy, tất cả mọi người đều sẽ để mặc cậu khai thác thị trường sao? Trương Thái Viêm lắc đầu, ông vẫn cảm thấy bây giờ Chu Dương hơi non nớt, dù sao vẫn còn trẻ, nếu được mài giũa thêm vài năm thì sẽ thành thục hơn nhiều. Quả thật bây giờ Chu Dương trong rất nhiều khía cạnh và năng lực biểu hiện ra, không chỉ khiến Trương Thái Viêm vô cùng kinh ngạc, trên thực tế còn khiến Giang gia chịu thiệt rất nhiều lần. Nhưng đây là do Giang gia không nghiêm túc truy cứu. Nói cho cùng, đây là Tương Tây, mà Chu Dương cũng từng gây sự ở Trường Sa. Trường Sa là nơi nào chứ? Là địa bàn của Giang gia. Đường đường là Giang gia, một trong năm đại gia tộc ở Tương Tây, ở địa bàn của chính mình lại bị người ngoài đến làm mất hết thể diện. Nếu nói Giang gia thật sự không làm gì được Chu Dương thì chẳng ai tin. Chẳng qua Giang gia chưa sử dụng năng lực thật sự mà thôi. Nói cho cùng, một mình Chu Dương chưa đủ để khiến Giang gia nghiêm túc đối phó. Chu Dương, cậu rất giỏi, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, có nhiều chuyện không phải như cậu tưởng tượng đâu. Trương Thái Viêm trầm giọng nói. Nói vậy, Chu Dương chính là người trẻ tuổi đầu tiên ông mở miệng dạy bảo trong mấy năm nay. Đến cháu của ông, Trương Đào và Trương Kiệt, Trương Thái Viêm cũng không dạy như thế này. Nếu không phải do Chu Dương còn trẻ mà có triển vọng lớn, Trương Thái Viêm cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nghe Trương Thái Viêm nói xong, Chu Dương hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng không ngừng nghi hoặc. Trương Thái Viêm này, trong thời gian vài phút ngắn ngủi đã thay đổi thái độ với mình mấy lần. Từ ban đầu muốn giảm bớt huy phong của mình, đến châm biếm mình, còn bây giờ dường như lại trở thành yêu quý người tài. Tâm lý biến đổi không ngừng như vậy khiến Chu Dương nhất thời không thể nắm bắt sốt cuộc Trương Thái Viêm đang nghĩ gì. Có điều, Chu Dương biết, tất cả những gì anh làm đều dựa trên việc đủ tự tin và thực lực. Có điều, đối với sự dạy bảo ân cần của Trương Thái Viêm, Chu Dương vẫn rất khiêm tốn. Dù sao, mấy chục năm kinh nghiệm sống của Trương Thái Viêm, phong phú hơn rất nhiều so với bản thân anh. Trương lão gia nói không sai, rất nhiều chuyện đúng là không như tưởng tượng của tôi, nhưng... Chu Dương cười nói, nghe có vẻ đã tiếp nhận lời khuyên của Trương Thái Viêm. Xong một giây sau, Chu Dương chuyển hướng. Nhưng như vậy thì sao? Không giống trong tưởng tượng của tôi, thì cứ việc biến hiện thực thành giống như trong tưởng tượng của tôi, cái gọi là không gì ngăn cản được tôi đại khái chính là như vậy. Huống hồ, tôi rất có lòng tin vào thực lực của mình, có những người muốn ngáng chân tôi, nhưng đó cũng là ngáng chân bọn họ. Thật sự có thể uy hiếp tôi chỉ là chuyện vô căn cứ thôi. Chu Dương cười nói, trong lời nói có sự tự tin và thoải mái, không hề lo lắng. Hơn nữa kế hoạch của tôi không chỉ có một công ty danh dương, phải biết rằng tôi dẫn không ít người từ Đông Hải đến, bọn họ là người khai thác kế hoạch này. Chu Dương cười khẩy nói. Ngoài ra, quỹ đầu tư thời thượng cũng có thể giúp đỡ Chu Dương bất cứ lúc nào, tôi nghĩ ở Tương Tây, ai có mắt đều sẽ thấy và nhìn chằm chằm vào Chu Dương nổi lòng thèm muốn. Đúng lúc đó, Tôn Liên đột nhiên lên tiếng. Chương 400. Lần này,
khác xa dự đoán của mọi người. Chu Dương không ngờ Tôn Liên lại nói như vậy, anh vốn dĩ cũng không có ý định nhờ quỹ đầu tư thời thượng giúp đỡ. Có điều bây giờ Tôn Liên nói ra, Chu Dương cũng không lo lắng Tôn Liên sẽ thất hứa. Trương Thái Viêm và Trương Kiệt thực sự kinh ngạc, ban đầu bọn họ biết Tôn Liên là người của quỹ đầu tư thời thượng, còn cho rằng hai người họ mới quen biết, nên không thực sự quan tâm lắm. Dẫu sao, thực lực của quỹ đầu tư thời thượng rất mạnh, nền tảng sâu không lường được. Nhưng Trương gia không hề ham muốn có được quỹ đầu tư thời thượng, hơn nữa Trương gia là một đại gia tộc, bề ngoài, đương nhiên sánh được với quỹ đầu tư thời thượng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Tôn Liên lại nói những như vậy vào lúc này. Đây là có ý gì? Đây là quỹ đầu tư thời thượng ủng hộ Chu Dương, cùng nhau hợp tác. Thoáng chốc, Trương Kiệt sửng sờ, suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện Trương gia có lẽ sẽ không đạt được mục đích hợp tác với Chu Dương, trong lòng thấy hơi mất mát. Ngay cả khi quỹ đầu tư thời thượng đã hợp tác cùng Chu Dương, Trương gia của cậu vậy mà lại từ chối. Chuyện này để người khác biết được, nhất định sẽ bị chế nhạo. Trương Thái Viêm nghiêm túc quan sát Tôn Liên, sau khi xác thực bà ấy không nói dối, trong lòng cũng nhanh chóng cân nhắc. Không rõ người khác hiểu về quỹ đầu tư thời thượng nhiều bao nhiêu, chỉ biết năm đó dư gia muốn động đến quỹ đầu tư thời thượng, nhưng lại bị mất hết thể diện. Năm đó Trương Thái Viêm là người ngoài cuộc, hơn nữa cũng có quan hệ rộng, đương nhiên hiểu biết nhiều. Quỹ đầu tư thời thượng này là một chi nhánh của quỹ đầu tư thời thượng ở thủ đô, lại có Chu gia ở thủ đô làm hậu thuẫn. Đó là gia tộc hàng đầu ở Hoa Hạ. Nếu như Chu gia tùy tiện tiết lộ một ý nghĩ, chẳng hạn như Chu gia muốn Giang gia biến mất ở Tương Tây, vậy thì Giang gia chắc chắn không thể tồn tại đến ngày thứ hai, sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bây giờ Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng ở trước mặt mình ra sức ủng hộ Chu Dương. Lẽ nào Chu Dương này có quan hệ với Chu gia? Chu Dương, Chu gia, đều là họ Chu. Thế nhưng suy nghĩ này lập tức tan biến trong một giây. Trương Thái Viêm biết Chu Dương là người Đông Hải, từ nhỏ đã sinh sống ở Đông Hải, hơn nữa còn là con một gia đình đơn thân, chỉ có một người mẹ ốm yếu, bản thân còn ở rể. Người như vậy, không thể là người của Chu gia. Vậy thì là Tôn Liên nhìn chúng Chu Dương. Trong chốc lát, bầu không khí vô cùng im lặng, hai ông cháu Trương gia trầm ngâm suy nghĩ. Chu Dương và Tôn Liên vô cùng tự tin. Xem ra, Chu Dương thực sự rất tự tin, có điều, kế hoạch hợp tác cậu đưa ra, cần Trương gia làm gì? Trương Thái Viêm vuốt râu cười lớn, lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi. Ông đột ngột thay đổi thái độ, khiến ba người còn lại có chút ngạc nhiên. Trương Kiệt choáng váng nhìn ông nội của mình, không hiểu vì sao thái độ của ông thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng trong lòng Trương Kiệt lại rất vui mừng, chỉ cần giữa Trương gia và Chu Dương không xảy ra mâu thuẫn, đó là chuyện tốt. Tôn Liên và Chu Dương lại thấy hơi kinh ngạc, song đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chu Dương đã sớm dự đoán thái độ này của Trương Thái Viêm. Suy cho cùng, gia chủ của một đại gia tộc như Trương gia, đương nhiên có không ít huy phong, vừa bắt đầu đã ra oai phủ đầu áp đảo tinh thần, cũng là điều bình thường. Thái độ thay đổi lúc sau đó, chẳng qua là Trương Thái Viêm xem xét thời cơ, tổng hợp từng phương diện để thu được kết quả mà thôi. Không cần Trương gia phải làm bất cứ điều gì, khi chi nhánh của công ty Danh Dương phát triển ở Tương Tây, sản phẩm mỹ phẩm của Trương gia có thể đồng loạt bày bán tại cửa hàng, hơn nữa, có thể phối hợp cùng cửa hàng thực hiện công tác tiêu thụ. Đương nhiên, cũng sẽ không để Trương gia làm việc không công, mỗi cửa hàng của chúng tôi sẽ tuyên truyền tốt và cung cấp cho mỹ phẩm Trương gia vị trí bày bán tốt nhất. Chu Dương nhẹ nhàng nói, khóe miệng nhếch lên, nhìn Trương Thái Viêm. Bây giờ trong lòng anh vô cùng chắc chắn, Trương gia sẽ không từ chối. Dẫu sao, kế hoạch phát triển chi nhánh của công ty Danh Dương ở Tương Tây, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ thực hiện. Đến lúc đó, bất kể lựa chọn của Trương gia là gì, cho dù cửa hàng mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia nằm ở đâu, cũng chắc chắn sẽ chịu tác động và ảnh hưởng của cửa hàng công ty Danh Dương. Nếu như Trương gia không muốn kiên định tới cùng với Chu Dương, vậy thì tốt nhất là dựa vào việc nhanh chóng nâng cao sức ảnh hưởng của cửa hàng công ty Danh Dương để mở rộng tầm ảnh hưởng ở Tương Tây. Lúc Chu Dương thảo luận chuyện hợp tác cùng Trương gia, đám người đi cùng Chu Dương từ Đông Hải đến cũng đã bắt đầu hành động. Sau khi nghe xong kế hoạch của Chu Dương, mọi người lần lượt tính toán, đã có được phương hướng phát triển rõ ràng. Chẳng mấy chốc, mọi người đều giải tán, từng người chọn lựa địa điểm và thành phố để bố trí cửa hàng. Lần này, có gần 30-40 người cùng hành động, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không giấu được người khác. Đặc biệt là gia tộc lớn vẫn luôn chú ý từng bước đi của Chu Dương như Giang gia, lại càng theo dõi chặt chẽ. Bọn họ biết hai ngày nay Chu Dương đến Trương gia, nhưng không đoán được Chu Dương định làm gì.
Sau đó liên kết với hành động của rất nhiều người bây giờ, bọn họ cũng đoán ra được ít nhiều. Phòng khách Giang Gia lần này, không chỉ có người Giang Gia mà Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung cũng có mặt. Còn có cả Dư Hổ, Đường Thế Văn cũng ngồi bên cạnh Dư Hoa và Đường Trung Văn. Bọn họ bị Chu Dương đánh trọng thương ở bữa tiệc tại Giang Gia, điều trị đến bây giờ mới hoàn toàn hồi phục. Lúc này biết tin Chu Dương có hành động, trong lòng hai người oán hận nghiến răng nghiến lợi. Lần này bọn họ kiên quyết yêu cầu được tham gia bàn bạc với người lớn, bọn họ muốn trả thù. Không khí trong phòng khách ngột ngạt căng thẳng, Chu Dương đến Trương gia, muốn làm gì, tất cả còn chưa biết rõ. Bây giờ, nhóm người đi cùng Chu Dương từ Đông Hải tới lại bắt đầu đi đi lại lại quanh Tương Tây, mục đích của bọn họ, mọi người đều rất muốn biết. Các vị, Chu Dương bây giờ chắc đang ở Trương gia, nhưng cậu ta đang làm gì, chúng ta lại chẳng hề hay biết. Đường Văn Trung nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Giang Hành Nguyên. Trước đây khi họ bắt đầu nhằm vào mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, đều do Giang Hành Nguyên một tay lo liệu, lúc ấy Giang Hành Nguyên đảm bảo rằng ông ta nhất định sẽ hủy hoại mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia. Nhưng đến bây giờ, mỹ phẩm mỹ thần không những không bị phá hủy, mà còn hợp tác cùng công ty danh dương của Chu Dương, càng lúc càng phát triển thuận lợi, bây giờ bọn họ muốn áp chế, cái giá cần phải bỏ ra so với trước đây chắc chắn không hề nhỏ. Thêm nữa, Đường Thế Văn con trai ông ta bị thương trong bữa tiệc của Giang gia, đến tận bây giờ mới hồi phục, cục tức này vẫn luôn đè nén trong ngực Đường Văn Trung, khó mà trút bỏ được. Không chỉ vậy, mấy người đến cùng Chu Dương, bây giờ cũng đã bắt đầu hành động quy mô lớn, chúng ta cần phải biết được mục đích của họ là gì, Đỗ Văn cũng lạnh lùng nói. Chương 401. Các vị, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Chu Dương đến Trương gia có mục đích gì, nhưng không nên sốt ruột quá, tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền tới. Giang Hành Nguyên cười nói, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Đường Văn Trung. Ông ta nói như vậy khiến mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, Chu Dương đã đến Trương gia, mà ở Trương gia bọn họ không hề có nội gián điều tra tin tức. Nếu xảy ra chuyện gì ở đó, cũng rất khó để kịp thời nắm bắt thông tin. Mà bây giờ, Giang Hành Nguyên lại nói, sẽ nhanh chóng có tin tức truyền tới. Đây không phải là có nội gián ở Trương gia sao? Ngay lập tức, Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Giang Hành Nguyên. Có thể sắp xếp nội gián ở Trương gia, vậy thì trong gia tộc bọn họ, có phải cũng có nội gián? Đây chẳng phải có nghĩa là, trong mỗi gia tộc bọn. Chuyện thiếu đoạn này. Câu nói của Giang Hành Nguyên, nhưng bây giờ không có chứng cứ, huống hồ, bốn gia tộc lớn bọn họ vẫn còn có mối quan hệ đồng minh. Nếu bởi vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách, thì sẽ có mối nguy hại lớn đối với mối quan hệ đồng minh này. Vì thế mấy người họ cố gắng kiềm chế nhẫn nại, bỏ qua chuyện này, mọi người lại bắt đầu bàn bạc những chuyện khác. Thời gian từng giây phút trôi qua, đám người Dư Hoa sốt ruột, cuống cuồng hết cả lên. Lúc đầu Giang Hành Nguyên nói chắc chắn như đinh đóng cột rằng sẽ nhanh chóng có được tin tức từ Trương gia, nhưng bây giờ đã qua một giờ đồng hồ, một chút tin tức cũng không có. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giang Hành Nguyên bỗng đứng lên, bước nhanh về phía cửa chính, sau khi mở cửa phòng, ông ta nhận được một bức thư từ người giúp việc, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười. Các vị, có tin tức rồi. Đóng kỹ cửa phòng, Giang Hành Nguyên trở về chỗ ngồi, đưa bức thư đến trước mặt Giang Phàm Lưu. Có Giang Phàm Lưu ở đây, bất kể trong bức thư viết gì, cũng không đến lượt ông ta mở nó ra xem trước. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bức thư, tựa như trong đó có bí mật lớn kinh thiên động địa. Khuôn mặt Giang Phàm Lưu hơi biến sắc, không hề do dự, trực tiếp mở bức thư, lấy ra một tờ giấy, chăm chú đọc. Chữ trên tờ giấy không nhiều, nhưng cũng đầy một trang. Giang Phàm Lưu yên tĩnh xem xong, liền đưa tờ giấy cho Giang Hành Nguyên. Đọc cho mọi người cùng nghe đi. Giọng nói Giang Phàm Lưu sức bình tĩnh, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Mọi người không ai phát hiện trên người ông ta có điểm nào khác thường. Nhưng Giang Hành Phương có thể nhận ra có gì đó bất thường. Lúc Giang Phàm Lưu nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, trong đáy mắt của ông ta hơi chấn động. Những người khác đều dồn sự chú ý vào bức thư, nên chẳng ai để mắt đến sự thay đổi của Giang Phàm Lưu. Chỉ có Giang Hành Phương chẳng có chút hứng thú nào với nội dung trên tờ giấy, nên ông ta nghiêm túc quan sát Giang Phàm Lưu. Sự thay đổi đó khiến Giang Hành Phương biết được, ý nghĩa của bức thư, có thể không chỉ là những gì mà tiếp theo Giang Hành Nguyên sẽ nói ra. Các vị, tin tức đã truyền đến, Chu Dương đến Trương gia, là vì muốn bàn bạc chuyện hợp tác với Trương Thái Viêm. Giang Hành Nguyên đọc xong bức thư liền cười nói. Hợp tác gì? Dư Hoa là người đầu tiên lên tiếng hỏi, mặc dù hết sức tò mò về nội dung của bức thư,
nhưng ông ta vẫn phân biệt được điều gì cấp bách lúc này. Bất kể trong thư viết gì, đều là thủ đoạn của Giang gia. Chỉ điều này thôi cũng khiến Dư Hoa cảnh giác hơn. Ông ta cũng không muốn trong nội bộ Dư gia cũng bị Giang gia âm thầm cải người vào làm nội gián. Trước kia công ty Danh Dương hợp tác với mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia, hai bên đã kiếm được lợi nhuận không nhỏ, cho nên bọn họ muốn tiền thêm một bước mở rộng hợp tác, còn những người đi cùng Chu Dương từ Đông Hải đến đây, bây giờ đang hành động vì sự hợp tác này. Giang Hành Nguyên dừng lại một lát, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người ông ta, bất chợt nảy sinh cảm giác đắc ý. Đây chính là tầm quan trọng của tin tức, nếu như ông ta không có nguồn tin tức đặc biệt này, thì hôm nay mọi người căn bản không chú ý tới ông ta, thậm chí sẽ chỉ trích ông ta. Nhưng bây giờ, mọi chuyện không giống vậy. Chu Dương muốn mở chi nhánh công ty Danh Dương trên khắp tỉnh Tương Tây, mà những chi nhánh đó đều do những người đi theo Chu Dương đến Tương Tây liên kết mở rộng. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng tiếp khách như nổ tung. Nếu tin tức này không phải là tin tức quan trọng, vậy thì như thế nào mới được xem là tin tức quan trọng chứ? Không thể nào, Chu Dương dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Đúng vậy, chẳng lẽ cậu ta cho rằng Tương Tây nhiều người như vậy đều chết hết cả rồi sao? Chẳng lẽ không có ai sẽ ra mặt ngăn cản cậu ta? Hừ, Chu Dương hắn đi một bước lớn như vậy, cũng không sợ chết, tỉnh Tương Tây rộng lớn, cứ coi như cộng thêm những người đến từ Đông Hải, thì cũng không thể mở chi nhánh khắp mọi nơi ở Tương Tây. Nhưng nếu trưởng gia hợp tác với hắn, nói không chừng thật sự có thể làm được. Suy cho cùng, ngành mỹ phẩm của Trương gia ở Tương Tây chiếm đến gần một nửa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mọi người bàn luận sôi nổi, có người tỏ vẻ khinh thường, căn bản không tin Chu Dương có thể làm được. Cũng có người bày tỏ sự lo lắng, dẫu sao Chu Dương cũng từng thể hiện thực lực hơn người, nếu Trương gia cũng góp mặt, thì sẽ không đến nổi khó khăn như vậy. Còn nữa, các vị, tôi còn một tin tức phải nói với mấy người, Tôn Liên của Quỹ Đầu Tư Thời Thượng, cũng theo chân Chu Dương cùng đến Trương gia. Giang Hành Nguyên thấy mọi người tranh luận sôi nổi, trong lòng đắc ý hơn, bình thản nói một câu. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng tiếp khách vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Du Hoa. Quỹ Đầu Tư Thời Thượng, Du gia, mối bất hòa giữa hai người này, có thể nói là toàn bộ người ở tỉnh Tương Tây đều biết. Ban đầu Quỹ Đầu Tư Thời Thượng vừa thể hiện sức mạnh của mình ở Tương Tây, động đến mối làm ăn của Dư gia liền muốn trừng trị Quỹ Đầu Tư Thời Thượng. Nhưng sau khi Dư gia phân tranh cao thấp với Quỹ Đầu Tư Thời Thượng một thời gian, Quỹ Đầu Tư Thời Thượng hoàn toàn không có tổn thất gì, còn Dư gia chỉ có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Năm đó tình hình cụ thể như thế nào, Dư gia và Quỹ Đầu Tư Thời Thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều không biết, nhưng nhiều năm sau, Quỹ Đầu Tư Thời Thượng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa lại còn cùng một hội Chu Dương. Dư Hoa sắc mặt tối sầm lại, giận sôi máu. Ông ta trợn mắt nhìn Giang Hành Nguyên, không biết đối phương nói ra những lời này trước mặt mọi người là có ý gì. Chẳng lẽ chỉ vì chế giễu ông ta thôi sao? Quỹ Đầu Tư Thời Thượng căn bản không có thể mối liên quan gì với Chu Dương, bọn họ bây giờ ở chung một chỗ, chắc là có những nguyên nhân khác. Dư Hoa trầm giọng hét lên, tại sao không có mối liên hệ nào? Phải biết rằng, bây giờ công ty Danh Dương của Chu Dương có tiền đồ phát triển vô hạn ở tỉnh Tương Tây. Quỹ Đầu Tư Thời Thượng bị lay động cũng là chuyện bình thường mà. Giang Hành Nguyên cười nói, ông ta còn muốn từ miệng Dư Hoa biết thêm câu chuyện liên quan tới Quỹ Đầu Tư Thời Thượng, rồi nhằm vào đó. Tôi nói không thể nào thì là không thể nào, không có lắm lý do như vậy. Chương 402. Hành Nguyên, Dư Hoa trầm giọng gắn nhẹ một tiếng, ngữ khí đầy sự căm phẫn, thậm chí còn hơi xấu hổ và giận dữ. Mọi người sững sờ. Bọn họ đều không ngờ Dư Hoa lại có phản ứng mạnh với chuyện này như vậy. Nhất thời, mọi người đều có những cảm nhận khác nhau. Ngay đến cả Đỗ Văn và Đường Văn Trung lúc này cũng có biểu cảm vô cùng khó hiểu. Tất cả mọi người đều chợt nghĩ đến một điều. Lẽ nào chuyện năm đó không giống như những gì mọi người đã biết, hay là Dư gia đã chịu thiệt thòi lớn trong tay Quỹ Đầu Tư Thời Thượng? Lập tức mọi người đều kinh ngạc nhìn Dư Hoa. Ha ha, Dư Hoa, ông đừng tức giận, hà tất gì phải thế? Tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi, ông không muốn nói thì thôi. Giang Hành Nguyên cũng không ngờ Dư Hoa sẽ có phản ứng mạnh, vội vàng cười nói chữa cháy. Ông ta không muốn đắc tội với Dư Hoa ở đây, nếu thế thì chưa nói đến việc liên minh của tứ đại gia tộc mà liệu Dư Hoa có tâm sinh ôm hận với ông ta hay không cũng không biết được. Giang Hành Nguyên luôn ý thức việc tự bảo vệ mình, ông ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp đến bản thân. Nguồn tin này của ông có đáng tin cậy không? Đỗ Văn trầm giọng hỏi. Rõ ràng ông ta hơi nghi ngờ về độ tin cậy của nguồn tin tức Giang Hành Nguyên đưa đến.
Dù sao, mọi người không quá cách biệt, đều là những đại gia tộc, bọn họ không có cách nào cài nội giản vào Trương gia, dựa vào cái gì mà lời Giang Hành Nguyên nói là đáng tin. Hơn nữa, trong mắt Đỗ Văn, Giang Hành Nguyên vốn không phải là một người có bản lĩnh. Nếu không thì chuyện trước đây Giang Hành Nguyên lên kế hoạch đối phó với công ty mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia đã không thất bại. Đương nhiên đáng tin rồi, tôi đã nói, tin tức này chắc chắn đáng tin, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao để tiếp tục đối phó với Chu Dương và Trương gia đi, còn về việc mọi người có tin hay không thì đợi sau này tự mình đi điều tra là được. Tôi nghĩ động tĩnh lớn như vậy cho dù Trương gia có muốn giấu giếm cũng không thể được. Giang Hành Nguyên cười nói, vô cùng tự tin, thản nhiên với sự chất vấn của Đỗ Văn. Bộ dạng tràn ngập sự tự tin của ông ta cũng khiến những người khác mỗi người một suy nghĩ. Đúng vậy, cho dù tin tức có phải là thật hay không thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt, nếu không một khi bọn chúng thật sự đã kết hợp với nhau, đông như vậy thì tới lúc đó chúng ta sẽ rất bị động. Quả thực, thử nghĩ một chút mà xem, kể cả tin tức này có không phải là thật đi chăng nữa thì đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có tổn hại nào. Theo tôi thì thế lực chủ đạo hiện tại của Giang gia trong ngành mỹ phẩm ở Tương Tây rất lớn mạnh. Những thương hiệu khác muốn làm lay chuyển vị trí của Trương gia thực sự rất khó. Trên phương diện này dường như chỉ có Giang gia chúng ta mới có thể đối phó được mà thôi. Mọi người đồng loạt bàn luận, tất cả ở đây hầu hết đều là những người tài giỏi của Giang gia, đầu óc đương nhiên rất linh hoạt, đối với tin tức mà Giang Hành Nguyên đưa đến, họ đã nghĩ ra không ít cách để đối phó. Xem ra, chỉ có thể như vậy rồi, có điều chúng ta đúng là vẫn phải chuẩn bị thật kỹ, một khi quỹ đầu tư thời thượng đã nhúng tay vào. Chúng ta nhất định phải thật cẩn thận, không phải là tôi đang đả kích sự tự tin của mọi người, chỉ là một khi quỹ đầu tư thời thượng nhúng tay vào thì Giang gia các người căn bản không phải là đối thủ của họ. Dư Hoa yên lặng lắng nghe ý kiến của từng người, trong đầu cũng suy nghĩ rất nhiều. Ông ta biết bộ dạng có đầy đủ thông tin hiện tại của Giang Hành Nguyên cộng thêm với nguồn tin đặc biệt của ông ta, tất cả những điều này không ít thì nhiều cũng khiến Giang gia có chút tự tin. Sự tự tin này trong mắt đám người Giang gia có thể là ý nghĩa của sự mã đáo thành công. Cũng có thể là sự coi thường Trương gia và Chu Dương. Nhưng Dư Hoa vẫn trầm giọng nhắc nhở, dù sao sự khủng bố của quỹ đầu tư thời thượng dường như trước mắt trong cả tỉnh Tương Tây này chỉ có Dư Hoa đã từng được trải qua. Những gia tộc khác căn bản không biết rốt cuộc quỹ đầu tư thời thượng có sức uy hiếp như thế nào, nên đương nhiên sẽ có chút xem thường. Dư Hoa cũng không có cách nào để thay đổi suy nghĩ của mấy người Giang gia, nên chỉ có thể trông chờ đám người Giang gia đừng quá ngu xuẩn. Nhất là cái tên luôn tự cho là đúng Giang Hành Nguyên này. Ha ha, Dư Hoa, ông yên tâm, tất cả tôi đều có sự chuẩn bị trước rồi, lần này cho dù là Trương gia hay là tên Chu Dương kia muốn mở chi nhánh công ty danh Dương ở Tương Tây căn bản là nằm mơ mà thôi. Giang Hành Nguyên vung tay lên khinh miệt nói. Sau đó, đám người lại bàn bạc thêm những chuyện khác, nhưng cũng đều là những chuyện liên quan đến Chu Dương và Trương gia. Dù sao tứ đại gia tộc bọn họ liên minh với nhau vốn dĩ là để đấu với Trương gia, cùng nhau cắn xé Trương gia. Nhưng bây giờ Chu Dương và Trương gia đã hợp tác với nhau, vậy thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ chĩa mũi nhọn đến Chu Dương. Đúng rồi, lần trước anh cả ra tay giáo huấn những gia tộc nhỏ dám gây chuyện trong bữa tiệc của Giang gia chúng ta, mới chỉ trừng trị Triệu gia và Lưu gia, không biết còn Trần gia và Định gia anh cả định đến bao giờ mới ra tay xử lý nốt. Giang Hành Nguyên đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Lập tức khiến tất cả mọi người chuyển sự chú ý đến Giang Hành Phương suốt từ nay vẫn im lặng không lên tiếng. Đối với chuyện mà Giang Hành Nguyên vừa nói, mọi người cũng rất để tâm đến. Mấy gia tộc đó lại dám ngang nhiên bác bỏ thể diện của Giang gia, có thể nói như thể chính là công khai đoạn tuyệt với Giang gia. Quan trọng nhất là mấy gia tộc này trước nay đều dựa vào Giang gia mà tồn tại, thế mà giờ lại dám phản bội Giang gia như vậy. Giang gia đương nhiên phải trừng trị những kẻ dám đối đầu tạo phản. Giang gia chủ Giang Phàm Lưu đã giao nhiệm vụ trừng trị những gia tộc này cho Giang Hành Phương, mọi người cũng biết chuyện này. Thậm chí, Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung cũng biết một chút nội tình. Mà vài ngày trước tin tức Lưu gia và Triệu gia biển mất đã lan truyền ra khắp cả tỉnh Tương Tây, mọi người đều tự hiểu trong lòng. Cùng với sự kinh ngạc, ai cũng có cái nhìn khác đối với năng lực của Giang Hành Phương. Không ít người trong Giang gia đều cho rằng sau khi đứa con trai độc nhất Giang Bắc bị tàn phế, Giang Hành Nguyên mất đi tư cách cạnh tranh vị trí thừa kế thì ông ta sẽ buông mình tuột dốc. Nhưng không ngờ Giang Phàm Lưu lại giao chuyện quan trọng như vậy cho ông ta. Hành động của Giang Hành Phương cũng thật sự rất nhanh, nhiều người còn chưa kịp biết gì thì Triệu gia và Lưu gia đã biến mất rồi. Mọi người thậm chí còn biết Lưu gia chỉ là mất đi sản nghiệp, còn người thì vẫn còn sống. Nhưng Lưu gia thì thật sự như tan cửa nát nhà,
thậm chí Lưu lão gia Lưu Phong còn suýt nữa thì mất mạng ở nhà Lưu gia. Chuyện này không cần chú phải hỏi, tôi tự có kế hoạch của mình. Giang Hành Phương hờ hững nói, thậm chí còn không thèm nhìn Giang Hành Nguyên. Đối với sự coi thường của Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên trong lòng vô cùng căm tức, nhưng tình hình bây giờ khá đặc biệt, hơn nữa còn có cả người ngoài ở đây nên ông ta cũng không tiện tranh cãi với Giang Hành Phương. Nếu như vậy thì em hy vọng sớm được nghe thấy tin tức về Trần gia và Đinh gia, em nghĩ anh cả nhất định sẽ không khiến bổ và cả Giang gia chúng ta thất vọng. Giang Hành Nguyên dửng dưng cười nói, trong giọng điệu như đưa Giang Hành Phương vào vị trí quan trọng của gia tộc. Giang Phàm Lưu không có phản ứng gì, người con trai thứ ba Giang Hành Quảng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người anh trai của mình, ngồi quan sát hai người đang âm thầm đấu, cùng ra chiêu với nhau rồi cùng tìm cách chống đỡ. Chỉ là những thành viên khác của Giang gia mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, dường như đều đang tự suy xét tính biến hóa trong cuộc chiến giành vị trí thừa kế gia chủ của Giang gia. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, trong phòng khách mọi người đều tranh luận không ngừng về các cách đối phó với Trương gia và Chu Dương, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Trong đó, thái độ của Giang Hành Nguyên là quyết liệt nhất, hận một nỗi không thể lập tức bắt Chu Dương lại, bộ dạng tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Những người khác trong lòng cũng căm hận không thôi, ngược lại Giang Hành Phương vẫn luôn giữ vẻ bình thản, dường như không có hứng thú với tất cả chuyện này. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chuyện Chu Dương và Trương gia hợp tác với nhau, Hành Nguyên để tâm nhiều hơn, ta không muốn nhìn thấy Trương gia lại có thêm đường sống nữa, lần này tứ đại gia tộc chúng ta liên minh, nếu như không thể tiêu diệt Trương gia trong một thời gian ngắn thì e là những người bên trên sẽ ra tay mất, vậy thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa cuối cùng, Giang Phàm Lưu lên tiếng. Coi như một cái kết luận cho buổi họp ngày hôm nay. Nói xong, Giang Phàm Lưu lập tức rời đi. Những người khác cũng lần lượt làm chuyện của mình. Trong nháy mắt, phòng tiếp khách chỉ còn lại ba anh em Giang gia, Dư Hoa, Dư Hồ, Đỗ Văn, Đường Văn Trung, Đường Thế Văn. Chương 403, gặp mặt Giang Yến. Ha ha, anh cả à, những gì bố nói lúc nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi phải chuẩn bị ra tay với mối quan hệ hợp tác của Trương gia và Chu Dương. Hy vọng rằng anh có thể nhanh chóng gạt bỏ đi sự tồn tại của đám người Trần gia và Đinh gia đã phản bội Giang gia chúng ta. Bằng không, một khi họ cố tình kiếm chuyện thì lúc ấy sẽ khó ăn nói đấy. Giang Hành Nguyên nhìn Giang Hành Phương, nét mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Không có gia chủ Giang Phàm Lưu ở đây, ông ta chả buồn giả bộ niềm nở với ông anh trai có cũng như không và đã bị mất tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ nữa. Tôi làm việc không cần chú phải dạy, tốt nhất chú nên làm tốt việc của mình đi. Nếu như làm hỏng chuyện thì sợ rằng thứ mà chú lúc nào cũng mong muốn ước ao sẽ không thuộc về chú đâu. Giang Hành Phương đáp lại một cách thờ ơ, sau đó đứng thẳng dậy. Còn Giang Hành Quảng nhìn theo bóng dáng anh cả và anh hai thì trong lòng cười thầm, con người đảo một cái rồi cũng rời đi luôn. Ông ta cũng chả buồn nói thêm một lời nào với ông anh hai Giang Hành Nguyên nữa. Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Hành Nguyên trở nên vô cùng khó coi. Ông anh cả lạnh nhạt với ông ta thì cũng đành. Dù sao đó cũng là anh trai, hơn nữa con trai duy nhất của ông ta cũng đã bị tàn phế, không còn tư cách để cạnh tranh vị trí gia chủ nữa nên Giang Hành Nguyên còn có thể nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của ông ta. Thế nhưng chú ba vẫn không hiểu rõ được tình hình, điều này khiến trái tim ông hoàn toàn giá lạnh. Ha ha, Giang Hành Nguyên à, xem ra hai người anh em này của ông không được phục ông cho lắm nhỉ. Đỗ Văn đứng một bên xem náo nhiệt và không ngại xé to thêm chuyện, ông ta cười khẩy và nói với giọng soi mói. Hừ, bây giờ họ không phục thì có tác dụng gì, đợi đến lúc tôi lên làm gia chủ thì họ lại không phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thôi. Sắc mặt Giang Hành Nguyên lại càng khó coi hơn, tuy ông ta đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, nhưng bị Đỗ Văn châm chọc như vậy thì ông ta vẫn khó lòng nuốt trôi được cơn thịnh nộ trong lòng. Ha ha, vậy thì xin chúc mừng trước anh em nhà ông nhé, tin rằng ông chỉ cần làm tốt chuyện này thì Giang lão gia nhất định sẽ phải nhìn ông bằng con mắt khác. Đỗ Văn thản nhiên cười. Không hề coi lời nói của Giang Hành Nguyên ra gì. Theo như ông thấy, Giang Hành Nguyên làm việc không đủ quyết đoán, không đủ chu toàn, sách lược lúc nào cũng có rất nhiều kẽ hở, lại còn tự cho mình là nhất, dễ tự mãn. Người như vậy nếu như không phải nhờ có Giang gia thì không biết là đã bị người ta hãm hại hàng trăm hàng ngàn lần từ đời nào rồi. Nói rồi Đỗ Văn cũng đứng dậy và rời đi luôn. Lúc này, phòng tiếp khách chỉ còn lại mỗi năm người Giang Hành Nguyên, người của Dư gia và Đường gia. Chú Giang à, cái tên Chu Dương đó đã gây náo loạn một trận ở buổi tiệc lần trước, không chỉ làm mất mặt Giang gia, làm mất mặt chú Giang đây mà còn đánh cháu và Thế Văn bị thương. Lần này chú nhất định đừng có nhẹ tay với hắn.
Nhận thấy bây giờ chỉ còn 5 người mình, Dư Hổ hết sức bực bội, phàn nàn với Giang Hành Nguyên. Thế nhưng hắn ta vẫn rất kiềm chế, không có ý trách móc. Dù sao ở đây cũng là Giang gia, là Trường Sa, Dư Hổ vẫn còn biết thân biết phận. Không sai, chú Giang à, hai anh em chúng cháu đến tận hôm nay mới vừa hồi phục lại. Chúng cháu vừa nghe thấy việc chú muốn ra tay với Chu Dương thì liền đến đây ngay lập tức. Tên Chu Dương đó quả thực là đáng ghét, nhất định không được nhẹ tay với hắn. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hai tuyệt sắc giai nhân, người đẹp như vậy nhất định không thể bỏ qua được. Đường Thế Văn cũng vội vàng phụ họa thêm. Lúc còn trong bệnh viện, hắn và Dư Hổ đã bàn bạc xong với nhau, nếu như Giang gia có thể xử lý được Chu Dương thì coi như mối thù của họ đã được trả, sau đó họ cũng sẽ tiếp tục đánh Chu Dương thêm một trận nên thân. Còn về phần hai người đẹp kia, họ đương nhiên là phải nhẹ nhàng thu nạp. Nhưng nếu như Giang gia không đối phó được với Chu Dương thì họ sẽ ai tự về gia tộc người nấy và tự mình tìm người để đối phó với Chu Dương. Họ không tin rằng chỉ một Chu Dương nhỏ bé, một kẻ không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, mà cũng dám hỗn xược ở tỉnh Tương Tây này. Thậm chí lại còn dám to gan bắt nạt cả họ nữa. Nếu như họ còn không đáp trả thì danh tiếng ở tỉnh Tương Tây này chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, khiến cho mọi người nghĩ rằng họ là những kẻ yếu đuối, dễ bị ức hiếp. Ha ha, hai cháu xin cứ yên tâm, lần này tên Chu Dương đó có mọc cánh cũng khó thoát. Đã đến tỉnh Tương Tây này rồi mà muốn quay trở về thì ít nhất cũng phải bỏ lại đây một lớp da mới xong. Giang Hành Nguyên cười nói, vô cùng vui mừng trước lời nịnh hót của hai người kia. Mặc dù Giang Hành Nguyên không hài lòng với việc Dư Hổ đề cập đến bữa tiệc tối của Giang gia, nhưng lúc này mục tiêu của họ là như nhau, chuyện nhỏ nhặt như vậy đương nhiên cũng không làm hỏng hòa khí. Phải rồi, Hành Nguyên này, lần trước cháu Giang Yến bỏ nhà ra đi bây giờ chắc là đã trở về nhà rồi chứ? Đột nhiên Dư Hoa mỉm cười hỏi. Trong khoảnh khắc cả năm người chợt ngẩn ra. Đôi mắt của Dư Hổ và Đường Thế Văn chợt sáng lên, họ lần lượt nhìn Giang Hành Nguyên, ánh mắt đầy sự mong ngóng và tham lam. Dư Hoa và Đường Văn Trung cũng mỉm cười, rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao thì, chưa nói đến danh tiếng của Giang Yến ở ngoài với tài mạo song toàn và là một đại mỹ nhân tìm khắp cả tỉnh Tương Tây này không ra người thứ hai, chỉ với việc Giang Yến là người của Giang gia thôi, tỉnh Tương Tây này cũng ít có ai bì kịp. Do đó đối với hai gia tộc này mà nói thì Giang Yến chính là ứng cử viên sáng giá nhất để lấy làm vợ. Nhưng sau cùng Giang gia nhắm chúng nhà ai thì phải xem bản lĩnh của từng nhà. Giang Hành Nguyên lúc này sắc mặt cứng đơ. Ông ta đương nhiên biết rõ suy nghĩ của hai người này, định từ chối theo bản năng, thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã kịp nuốt xuống. Ha ha, điều đó là đương nhiên, tối hôm đó Giang Yến chẳng qua chỉ là ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi, không bao lâu thì trở về nhà. Lúc này đương nhiên là đang ở nhà. Một nụ cười hiện trên gương mặt Giang Hành Nguyên, thế nhưng trong mắt những người khác thì nụ cười này trông rất giả tạo, không hề thật một chút nào. Có điều càng như vậy thì Dư Hoa và Đường Văn Trung lại càng vui. Sự tồn tại của Giang Yến khiến Giang gia vô hình chung có được thêm điều kiện rất lợi thế. Dù sao nếu như Giang gia lợi dụng Giang Yến để tạo quan hệ thông gia với một gia tộc lớn thì đừng nói đến việc sức mạnh ở Tương Tây được tăng cường đáng kể, mà thậm chí nếu Giang gia tìm được sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài thì rất có khả năng chỉ một phát là đã thay đổi được tình thế trước mắt tại Tương Tây. Và điều này chắc chắn không phải là điều mà Dư Hoa muốn nhìn thấy. Còn về phía Đường Văn Trung, hiện giờ thực lực của Giang gia và Đường gia đang tương đương nhau, nếu như thực lực của Giang gia mạnh lên rất nhiều thì đồng nghĩa với việc Đường gia sẽ trở thành một gia tộc yếu nhất ở Tương Tây. Về điểm này ông ta đương nhiên không muốn nhìn thấy. Do vậy, lúc này giữ Giang Yến ở Tương Tây đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là chuyện vô cùng tốt đẹp. Chú Giang à, nếu như Giang Yến ở nhà, chúng cháu cũng rất lâu rồi chưa gặp cô ấy, không biết bây giờ có thể gặp mặt cô ấy được không? Vừa nghe thấy Giang Hành Nguyên nói Giang Yến ở nhà, Đường Thế Văn là người đầu tiên không nhịn được, liền lên tiếng hỏi. Đường Thế Văn trước giờ vẫn luôn thương nhớ Giang Yến. Thậm chí lúc Giang Yến đi du học, Đường Thế Văn vẫn không ngừng nhớ nhung cô. Khi Giang gia tổ chức bữa tiệc tối có ý muốn chiêu mộ chàng rể cho Giang Yến thì Đường Thế Văn là người đầu tiên theo bố mình là Đường Văn Trung tới đây. Riêng đối với Giang Yến, Đường Văn Trung có thể gọi là phải có cho bằng được. Chuyện này... Giang Hành Nguyên thực sự không thể ngờ rằng Đường Thế Văn lại có bộ dạng sốt ruột như vậy. Kiểu này liệu có phải mười mấy năm nay không đụng tới phụ nữ rồi không, vội vàng đến như thế. Giang Hành Nguyên định từ chối theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy Dư Hoa, Dư Hổ, Đường Văn Trung cũng đang nhìn mình,
ông ta chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng. Giang Yến đúng là đang ở nhà, nhưng thời gian này con bé không đi đâu cả, không biết nó có đồng ý gặp các cậu không. Giang Hành Nguyên tỏ vẻ hơi miễn cưỡng, trên thực tế trong lòng ông ra không muốn điều đó một chút nào. Ha ha, không sao, chú Giang à, chúng cháu với Giang Yến từ nhỏ đã chơi cùng với nhau, tình cảm có thể nói là rất thân thiết. Nếu là người khác thì Giang Yến có thể không muốn gặp, nhưng nếu là chúng cháu thì cô ấy chắc chắn sẽ gặp thôi. Dư Hổ và Đường Thế Văn rất tự tin, liên tục xua tay, thể hiện rằng Giang Yến chắc chắn sẽ đồng ý gặp họ. Vậy được, tôi sẽ nói chuyện với Giang Yến, các cậu đợi một chút. Chương 404, yêu cầu của Giang Yến. Giang Hành Nguyên thấy không thoái thác được nên có chút bất lực, trong lòng cũng cảm thấy hơi tức giận. Cứ cho là Dư Hổ và Đường Thế Văn tuổi còn trẻ, không nhận ra là ông ta không muốn để họ gặp Giang Yến, nhưng lẽ nào Dư Hoa và Đường Văn Trung không nhận ra hay sao? Hai lão hồ ly này rõ ràng là đã nhận ra, nhưng vẫn cố tình để Dư Hổ và Đường Thế Văn làm càn như thế. Có điều lúc này do tình thế bức ép nên Giang Hành Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Dư Hoa và Đường Văn Trung cùng với Dư Hổ và Đường Thế Văn rời khỏi phòng khách đến đại sảnh, giả bộ như khách ghé thăm. Còn Giang Hành Nguyên thì đi một mạch đến nơi Giang Yến ở. Kể từ buổi tiệc tối đó sau khi Giang Yến về nhà, cô liền bị Giang Hành Nguyên bắt phải tự đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không có lệnh của ông ta thì bất cứ ai cũng không được phép để Giang Yến ra khỏi cửa một bước. Lúc này cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ buổi yến tiệc, Giang Yến cũng đã ở trong phòng mình suốt gần một tháng nay. Gần như ngày nào cũng có người đến báo cáo với Giang Hành Nguyên về tình hình ngày hôm đó của Giang Yến, để đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Giang Hành Nguyên đến bên ngoài cửa phòng, đứng yên lặng trước cửa phòng một lúc. Trong phòng yên lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Giang Hành Nguyên cảm thấy hơi lo lắng, gần một tháng nay ông ta không đến đây dù chỉ một lần. Vốn dĩ trong lòng ông cũng có chút áy náy, bây giờ là lần đầu tiên đến đây nhưng lại là vì thỉnh cầu của Dư Hổ và Đường Thế Văn. Nếu như để Giang Yến biết được chuyện này thì trong lòng cô không biết sẽ coi thường người làm bố là ông như thế nào nữa. Có điều, lúc này Giang Hành Nguyên cũng chỉ đến để truyền đạt thông tin, còn lựa chọn như thế nào là do Giang Yến tự mình quyết định. Về điều này, Giang Hành Nguyên cũng còn có chừng mực, sẽ không lo chuyện vượt quá chức phận của mình. Cốc, cốc, cốc. Giang Hành Nguyên khẽ gọi cửa và nói bằng giọng rất nhỏ. Yến Nhi à, còn có ở trong đó không? Sau khi nói xong, Giang Hành Nguyên chờ đợi sự hồi đáp từ trong phòng, nhưng mấy phút trôi qua trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Như thể là trong phòng không có ai. Giang Hành Nguyên hơi ngạc nhiên, ông không nghĩ rằng Giang Yến không có ở trong phòng. Vì dù sao gần một tháng nay Giang Yến vẫn luôn ở trong phòng, trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Yến Nhi à, suốt thời gian vừa rồi giờ bố mới đến thăm con, thực sự xin lỗi con có ở trong đó chứ? Giang Hành Nguyên hơi chột dạ nói. Két. Một giây sau đó cánh cửa từ bên trong mở ra. Một cô giúp việc mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy Giang Hành Nguyên thì vô cùng cẩn trọng. Nhị gia, tiểu thư có ở trong đó không? Giang Hành Nguyên nhìn cô giúp việc, cau chặt đôi mày và trầm trọng hỏi. Thưa nhị gia, tiểu thư ở bên trong, mời ông vào. Cô giúp việc dùng mình một cái và vội vã mời Giang Hành Nguyên vào phòng. Giang Hành Nguyên bước vào trong phòng liền nhìn thấy ngay Giang Yến đang ngồi chán nản trên chiếc ghế sofa, cả người như đang lún sâu xuống ghế. Còn Giang Yến thì vẫn làm ngơ trước sự xuất hiện của Giang Hành Nguyên, cứ đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Giang Hành Nguyên khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ông có chút khổ tâm. Thành thật mà nói, ông ta trước nay vẫn luôn kỳ vọng rất cao ở Giang Yến. Ngay từ lúc nhỏ, sau khi Giang Yến thể hiện ra khí chất tài mạo nổi bật của mình thì Giang Hành Nguyên đã luôn một lòng mong muốn tương lai sau này cô sẽ gặt hái được những thành tựu phi thường. Dù sao thì mẹ của Giang Yến đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Tuy rằng Giang Hành Nguyên đã tái hôn, nhưng từ đầu đến cuối ông ta chỉ có mỗi cô con gái này nên đương nhiên hết mực yêu thương cô. Yến Nhi, Giang Hành Nguyên khẽ gọi, đi đến bên cạnh Giang Yến, đưa tay để trên vai cô, giọng điệu yêu chiều hiếm thấy. Soạt. Có điều khi tay của Giang Hành Nguyên vừa kịp chạm vào vai cô thì Giang Yến giống như chú nai con sợ hãi, hất tay của Giang Hành Nguyên ra khỏi vai mình ngay lập tức. Cô nhích ngay vào góc ghế sofa, nhìn Giang Hành Nguyên với ánh mắt cảnh giác. Mãi một lúc sau khi Giang Yến nhìn rõ người đó là Giang Hành Nguyên thì cô mới thả lỏng hơn nhưng cơ thể thì vẫn cứ căng cứng. Có chuyện gì sao?
Giọng nói của Giang Yến rất lạnh lùng giống như biểu cảm của cô lúc này, một bộ dạng vô cùng xa cách. Có điều từ trước đến giờ Giang Yến không cảm thấy có gì bất ổn vì cái thái độ xa cách với người ngoài này của mình. Còn Giang Hành Nguyên khi thấy phản ứng của con gái như vậy thì trong lòng cứ khổ tâm day dứt không yên. Trong giây lát, ông ta đã nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ đến cả người mẹ đã mất sớm của Giang Yến. Có điều rất nhanh sau đó, những suy nghĩ này liền bị Giang Hành Nguyên bỏ lại phía sau. Việc cấp bách trước mắt là làm sao để đuổi khéo được đám người Dư gia và Đường gia. Yến Nhi, bây giờ. Giang Hành Nguyên cảm thấy khó để nói ra miệng được, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta vẫn cười và miễn cưỡng nói ra, đồng thời cũng nói về ý nghĩ của mình. Điều này hoàn toàn tùy ý của con, chỉ cần con nói không muốn thì ta lập tức sẽ đi nói với họ, con không cần phải chịu bất cứ gánh nặng nào cả. Nhìn thấy khuôn mặt của Giang Yến hiện ra sự châm biếm lạnh nhạt, Giang Hành Nguyên ngay lập tức vỗ ngực đảm bảo. Sau khi nói xong ông liền nhìn Giang Yến, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Rất lâu sau đó Giang Yến mới từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Giang Hành Nguyên một cách nghiêm túc. Nếu như bố đồng ý với con một điều kiện, con sẽ ra ngoài gặp họ. Giang Yến chậm rãi nói, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi, lời của cô giống như một chiếc máy đang nói chuyện. Được, bất luận là điều kiện gì, bố đều đồng ý với con. Vừa nghe Giang Yến đồng ý, Giang Hành Nguyên liền cười ngay lập tức. Tuy nhiên ông ta liền nhận ra ngay rằng mình như vậy là hơi quá đà, ông ta ngay lập tức giả bộ nghiêm túc. Con hy vọng mình có thể tùy ý ra ngoài, cho dù làm việc gì hay gặp ai thì bố cũng không được xen vào. Giang Yến nói một cách nghiêm túc. Giang Hành Nguyên suy nghĩ một lúc, trong lòng nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến yêu cầu mà Giang Yến vừa nhắc đến rốt cuộc là tại vì sao. Rồi ông ta lại nghĩ đến buổi tối hôm tiệc, khi đám người trông coi nhà phát hiện ra Giang Yến thì Giang Yến đang ở cùng với Chu Dương. Lúc này cô lại đưa ra yêu cầu như vậy, lẽ nào cô vẫn còn muốn đi gặp Chu Dương sao? Không, không thể nào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Giang Hành Nguyên tự động gạt đi ngay. Chưa nói đến việc Chu Dương căn bản không xứng với Giang Yến, tối hôm đó chỉ đơn giản là trùng hợp, riêng với sự mâu thuẫn hiện giờ giữa Giang gia và Chu Dương thì đã đủ để Giang Hành Nguyên tin rằng con gái mình sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Được, bố đồng ý với con. Giang Hành Nguyên gật đầu, thấp giọng nói. Vậy ta đi thôi. Giang Yến nghe vậy liền gật đầu, đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài. Giang Hành Nguyên ngẩn ra một lúc, ông không ngờ rằng Giang Yến nói được làm được, hơn nữa tốc độ lại còn nhanh như thế, không hề có một chút gì gọi là lôi thôi rườm rà. Ngẩn ra mất mấy phút ông ta mới định thần lại và vội vàng đi theo. Ông ta muốn ở một bên quan sát, ông không thể để cô con gái bảo bối của mình phải chịu uất ức. Trong lúc đó, Dư Hổ và Đường Thế Văn đang vô cùng nôn nóng chờ ở đại sảnh. Trong ấn tượng của hai người thì hình dáng của Giang Yến hết sức mơ hồ, họ chỉ nhớ là Giang Yến rất xinh đẹp, là một tuyệt sắc mỹ nhân mà cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa từng gặp lại. Hơn nữa, trước đây tài hoa của Giang Yến vô cùng xuất chúng, được rất nhiều người coi trọng và là đối tượng yêu thầm của rất nhiều người. Cái lão Giang Hành Nguyên này không phải là đang cố tình kéo dài thời gian đấy chứ? Lúc này ở đại sảnh không có người của Giang gia nên Dư Hổ cũng không gọi Giang Hành Nguyên là chú nữa mà gọi thẳng tên ông, đồng thời nét mặt cũng thể hiện sự không vui. Chắc không đâu, chúng ta vẫn còn đang ở đây mà, nếu như ông ta không gọi được Giang Yến ra thì chúng ta cứ ở đây không đi. Tôi không tin lão Giang Hành Nguyên đó có gan lớn như thế. Đường Thế Văn nói với vẻ khinh thường, tùy ý ngồi xuống, nhìn ngang nhìn dọc, trông không có một chút gì gọi là lịch sự nghiêm túc cả. Hắn ta vốn dĩ là một người rất trầm tính, trước giờ luôn thiếu kiên nhẫn. Lần này vì muốn gặp Giang Yến, hắn ta đợi ở đây gần nửa tiếng đã xem như quá sức tưởng tượng rồi. Chương 405, tự trọng. Trong khi hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một người phụ nữ bước đến từ sân sau. Trong phút chốc, Dư Hổ, Đường Thế Văn, Dư Hoa và Đường Văn Trung, toàn bộ đều bị thu hút qua đó. Hoàn toàn không giống với những người đẹp bọn họ từng thấy trước đây. Người phụ nữ đang đến đây không chỉ có vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, mà cơ thể còn toát lên một cảm giác tri thức, khiến mọi người dễ dàng sinh lòng say mê. Cô là Giang Yến. Dư Hổ là người đầu tiên phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời mừng rỡ nhìn người đang đến, giọng nói cũng run lên vì phấn khích. Giang Yến trong ấn tượng của hắn quả thực là một người cực kỳ xinh đẹp, nhưng dẫu sao đã nhiều năm không gặp, cho dù có ấn tượng tốt, bây giờ cũng đã hết sức mơ hồ. Hơn nữa, trong những năm này hắn không phải không có qua lại với những người phụ nữ khác,
ấn tượng của hắn về Giang Yến càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn người phụ nữ đi qua đây, Dư Hổ liền biết rằng cô ấy chắc chắn là Giang Yến. Người phụ nữ như vậy, Dư Hổ còn chưa thấy được vài người. Trong bữa tiệc tại Giang gia hôm đó, hai người phụ nữ xinh đẹp đi cùng Chu Dương tính là hai người, bây giờ người này được tính là người thứ ba. Vẻ mặt của Đường Thế Văn cũng ngạc nhiên, lề mề một lúc rồi đứng dậy, ánh mắt đầy khát khao và tham lam nhìn về Giang Yến. Người ta đều nói Giang Yến tài sắc vẹn toàn, toàn tỉnh Tương Tây cũng không ai có ý kiến bất đồng. Nhưng chung quy bọn họ không chính mắt nhìn thấy, trong lòng dù sao vẫn có tia nghi ngờ và dò xét. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, sự nghi ngờ trong lòng lập tức biến mất. Ha ha, Giang Yến, không biết cô còn nhớ tôi không? Đường Thế Văn dẫu sao là một tay chơi nổi tiếng. Hắn bắt chuyện với phụ nữ, muốn gì được nấy, mỉm cười đi về phía Giang Yến, mở rộng vòng tay muốn đi ôm lấy Giang Yến. Khi Dư Hổ nhìn thấy cảnh này, trực tiếp hận đến mức ngứa răng, trong lòng thầm căm tức. Tại sao hắn không nghĩ đến mánh khóe này? Tự nhiên cho Đường Thế Văn chiếm cơ hội. Một bước, hai bước. Đường Thế Văn ngày càng đến gần Giang Yến, mắt thấy sắp ôm lấy Giang Yến. Nhưng trong giây tiếp theo, Giang Yến lùi lại một bước, trực tiếp rút khỏi vòng tay của Đường Thế Văn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Thế Văn. Tôi rất thân với anh à. Giang Yến lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh như băng, lộ ra ý từ chối. Sau cái nhìn lạnh lùng với Đường Thế Văn, Giang Yến đi thẳng đến đại sảnh, nhìn Dư Hoa và Đường Văn Trung lớn tuổi, khẽ gật đầu ra hiệu. Giang Yến chào chú Dư, chú Đường. Giang Yến biết tình hình trước mắt, cô ấy có thể không quan tâm đến Dư Hổ và Đường Thế Văn. Nhưng lại ôn hòa với Dư Hoa và Đường Văn Trung. Dẫu sao bất kể thế nào, Dư Hoa và Đường Văn Trung cùng thế hệ với bố cô Giang Hành Nguyên, hai người này cũng xem như là bề trên của cô, giữ một chút ôn hòa không tính là gì cả. Dư Hoa và Đường Văn Trung liếc nhìn nhau, sôi nổi gật đầu, cũng thăm hỏi Giang Yến bằng một tiếng tốt. Đường Thế Văn ngại ngùng đứng tại chỗ, nhìn vào bóng lưng xa lánh của Giang Yến, trong lòng cười khẩy. Người phụ nữ thối này giả vờ thanh cao. Hôm nay cô từ chối tôi, sớm muộn có một ngày, tôi muốn cô quỳ trước mặt tôi, mặc tôi điều khiển. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Thế Văn bước chân đi, trở lại đại sảnh, giả vờ không có gì xảy ra, trực tiếp đứng ngay bên cạnh Giang Yến, hơi liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng. Theo quan điểm của Đường Thế Văn, dáng vẻ lạnh lùng của Giang Yến 100% là đang giả vờ. Giang Yến dĩ nhiên xuất thân từ Giang gia, chắc chắn đã quen vinh hoa phú quý. Không có nhiều nhu cầu về những thứ này, muốn dùng tiền để dụ dỗ, vậy cũng quá nông cạn, cũng không có khả năng thành công. Thế nhưng, người phụ nữ như vậy luôn thiếu sự quan tâm yêu thương. Thử nghĩ xem, sinh ra trong một gia tộc lớn như vậy, cho dù nhỏ tuổi, hay sau khi trưởng thành, rất khó để người lớn chú ý đến cô ấy trong thời gian dài. Cho nên Đường Thế Văn nhận định Giang Yến rất khó trải nghiệm được cảm giác dịu dàng tại Giang gia. Hắn đang muốn dùng sự dịu dàng làm thế tấn công để một lần giành được Giang Yến. Nghĩ đến đây, Đường Thế Văn khẽ liếc nhìn Dư Hổ, khóe miệng hơi nhếch lên, thờ ơ cười. Theo quan điểm của hắn, Dư Hổ chỉ là một người đàn ông lỗ mãng. Có lẽ sẽ có hứng thú với phụ nữ, nhưng thủ đoạn đơn giản, thường chỉ dùng tiền tài của mình đi chinh phục đối phương. Trên thực tế, Đường Thế Văn cho rằng Dư Hổ hoàn toàn không hiểu phụ nữ. Cho nên lần này, Đường Thế Văn nhất định có thể giành được Giang Yến. Ừ, cháu vẫn giống như trước đây. Xem ra cháu thật sự xứng đáng với danh xưng đệ nhất mỹ nữ ở tỉnh Tương Tây. Dư Hoa cười nói, ánh mắt nhìn Giang Yến ngày càng tán thưởng và hài lòng. Nếu Dư Hổ có thể kết thành quan hệ với Giang Yến, vậy thì có ý nghĩa rất lớn với Dư gia và Dư Hoa ông ta. Xem ra phải đưa chuyện này vào tiến trình. Trong lòng Dư Hoa thầm nghĩ. Nhưng liếc nhìn sang bố con Đường Văn Trung, lông mày của Dư Hoa lập tức nhăn lại. Nếu nói ra thì con trai của Đường Văn Trung, Đường Thế Văn thực sự càng biết nịnh nọt khiến phụ nữ yêu thích hơn Dư Hổ. Nếu Đường gia cũng muốn nhúng tay, đối với Dư Hổ mà nói, thực sự là một đối thủ mạnh. Ha ha, phong thái của Giang Yến bây giờ càng tuyệt hơn trước đây. Thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, có suy nghĩ đến việc kết hôn chưa? Có muốn chú Đường giới thiệu cho cháu một số thanh niên anh tuấn ở tỉnh Tương Tây không? Đường Văn Trung lại cười ha ha nói. Thế nhưng khi ông ta vừa nói, ngoài Đường Thế Văn, trong lòng của bố con Dư Hoa và Giang Hành Nguyên vừa chạy đến liền nhảy dựng. Trong lòng Dư Hoa thầm oán hận, ông ta vừa nãy còn đang suy nghĩ liệu Đường Văn Trung có nhúng tay hay không,
nhưng lại không ngờ đến lời nói của ông ta, vậy mà lại có ý định trực tiếp quyết định hôn nhân của Giang Yến. Quả thực là không biết xấu hổ. Lúc này, tim Giang Hành Nguyên đập mạnh, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, cực kỳ u ám bước đến gần, không nói lời nào. Với tư cách là bố, lẽ ra ông ta nên phải trực tiếp từ chối. Nhưng dẫu sao đây chỉ là một đề nghị của Đường Văn Trung, vẫn chưa trở thành sự thật. Nếu ông ta vội vàng lật mặt với Đường Văn Trung, thì hậu quả không thể đoán trước. Nhưng mà ít nhất cũng khiến Đường Văn Trung không hài lòng với ông ta, thậm chí khi Giang Hành Nguyên cạnh tranh vị trí gia chủ Giang gia, Đường Văn Trung còn sẽ tìm cách cản trở. Việc riêng của cháu, tự cháu có chủ kiến, không cần làm phiền chú Đường. Giang Yến không bị lay chuyển, lạnh nhạt nói. Giống như bất kể người khác nói gì, đều không có cách khiến cô rung động. Ha ha, đứa bé này, chú Đường chỉ muốn tốt cho cháu. Trong mắt của Đường Văn Trung lóe lên một tia hung ác, rất không hài lòng với thái độ này của Giang Yến, nhưng bây giờ không thể trực tiếp thể hiện. Ha ha, Giang Yến, không cần phải xa cách như vậy. Nếu tôi nói, bố tôi cũng chỉ làm điều thừa. Thanh niên anh Tuấn ở toàn tỉnh Tương Tây, ai có thể hơn tôi thích hợp với người xinh đẹp như cô chứ, ha ha. Lúc này, Đường Thế Văn cười lớn đi đến gần Giang Yến, giơ tay phải ra, trực tiếp muốn ôm vai của Giang Yến. Nếu hắn thành công lần này, vậy thì có thể thành công ôm Giang Yến vào lòng. Bốp, tôi không thân thiết với anh như vậy, anh vẫn nên tự trọng một chút mới tốt. Nhưng còn chưa đợi Đường Thế Văn chạm vào người, Giang Yến khẽ di chuyển bước chân, nghiêng người đánh vào cánh tay của Đường Thế Văn, phát ra âm thanh rõ ràng. Chương 406, lo việc bao đồng. Ngay khi lời nói của Giang Yến rơi xuống, cả đại sảnh yên lặng không tiếng động. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Yến, tuyệt đối không ngờ đến cô ấy sẽ nói như vậy. Trong lòng Giang Hành Nguyên cay đắng, là một người bố, ông ta không đủ can đảm lật mặt với Dư gia và Đường gia, nhưng con gái này của ông ta lại chẳng ngó ngàng gì tới. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này rõ ràng là đã đắc tội với Đường gia. Nếu Đường gia vì chuyện này mà làm khó dễ, cho dù Giang Hành Nguyên có thể dẹp yên, sợ rằng cũng phải cắt bỏ nhiều lợi ích. Dư Hoa và Dư Hổ đều ngây ngốc, hai người họ cũng không ngờ Giang Yến sẽ nói những điều như vậy, với lại dường như vừa nãy cô ấy còn ra tay. Trong một lúc, ánh mắt của ba người đều đổ dồn vào bố con Đường Văn Trung. Cho dù nơi đây là Giang gia, nhưng bây giờ sắc mặt của Đường Văn Trung vẫn vô cùng khó coi. Lời nói và hành động vừa nãy của Giang Yến rõ ràng là xem thường Đường gia của ông ta. Giang Yến, cháu có ý gì? Đường Văn Trung lạnh giọng hỏi, dẫn đầu chất vấn. Buồn cười, cho dù ở đây là Giang gia, Giang Yến là con gái của Giang Hành Nguyên, nhưng ra tay với con trai của Đường Văn Trung ông ta, hơn nữa còn có ý nói năng không lễ độ. Vậy thì, Đường Văn Trung ông ta sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hoặc là Giang Yến xin lỗi con trai Đường Thế Văn của ông ta, đồng thời đồng ý yêu cầu của Đường gia. Hoặc là Giang Yến phải chịu một bạt tai của Đường Thế Văn. Ban đầu, Đường Văn Trung chuẩn bị vì chuyện này mà đưa ra yêu cầu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của con trai Đường Thế Văn, trong lòng ông ta do dự một lúc, liền không nói nữa, chỉ là sắc mặt khó coi, dáng vẻ trông như muốn trách móc. Dường như nếu Giang gia không có lời giải thích hợp lý thì Đường Văn Trung ông ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ha ha, ông Đường, đây là chuyện của mấy đứa nhỏ. Chúng ta đừng can thiệp vào. Giang Hành Nguyên cười nói, muốn chuyển hướng chủ đề, ít nhất là muốn lãng tránh chuyện mà Giang Yến đã làm. Dẫu sao hai gia tộc đều xếp trong số 5 gia tộc lớn ở tỉnh Thương Tây. Chuyện như vậy, nếu bị nói ra nghiêm trọng, vậy thì rất khó để xử lý tốt, với lại hơi không cẩn thận là có thể sẽ dẫn đến tranh đấu giữa hai gia tộc. Ha ha, ông Giang, đừng trách tôi không nể mặt ông. Chúng tôi cũng nhiều năm không gặp cháu Giang Yến, chỉ là mới gặp mặt, cháu ấy lại thiếu tôn trọng như vậy, hơn nữa còn ra tay với Thế Văn. Sợ rằng như vậy không tốt đâu, nếu không có một lời giải thích, vậy sau này ở bên ngoài, há không phải bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt Thế Văn sao? Đường Văn Trung sao có thể để Giang Hành Nguyên chuyển chủ đề, lắc đầu, hoàn toàn không nghe lời nói của Giang Hành Nguyên. Giải thích. Lúc này, sau khi Giang Yến ra tay vẫn luôn im lặng lại khẽ mở môi đỏ, nói khẽ. Giọng điệu lạnh lùng thờ ơ. Đường gia của các người còn không biết xấu hổ muốn lời giải thích. Giang Yến tôi rất thân thiết với các người sao? Vừa đến liền động tay động chân, nói lời ngạo mạn, tương lai của Giang Yến tôi cần chú lo việc bao đồng à. Đôi mắt đẹp của Giang Yến nheo lại như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm về phía bố con Đường Văn Trung,
khiến trong lòng hai người họ vô cùng kinh ngạc, vậy mà vô thức lùi lại hai bước. Nếu không phải thấy tình hình các người quen thuộc với bố tôi, thì dựa vào lời nói và hành động vừa nãy của các người, hôm nay không thể rời khỏi Giang gia. Giang Yến cười khẩy, sau khi lườm hai người, liền tiếp tục đi về phía sân sau. Giang Hành Nguyên từng đồng ý với cô, chỉ cần cô đến gặp người của Dư gia và Đường gia, thì sẽ không tiếp tục trói buộc cô, cho phép cô tùy ý ra vào Giang gia. Bây giờ, cô cần đi chuẩn bị một chút, đã một tháng nay chưa ra ngoài, giờ cô phải ra khỏi đây. Giang Yến rời khỏi đại sảnh, lúc này ở đại sảnh chỉ còn lại 5 người. Bố con Dư Hoa và Dư Hổ, bố con Đường Văn Trung và Đường Thế Văn, còn có Giang Hành Nguyên. Nhất thời bầu không khí giữa mấy người này hơi ngột ngạt. Không ai ngờ Giang Yến có miệng lưỡi sắc bén như vậy, hơn nữa thái độ cực kỳ cứng rắn, không nghe theo lời của người khác. Lúc này, tâm trạng tồi tệ nhất là hai bố con Đường Văn Trung, hai người bị Giang Yến chế giễu coi thường. Chuyện này nếu bị Dư Hoa và Dư Hổ, hoặc Giang Hành Nguyên lan truyền ra ngoài, vậy thì nhất định dẫn tới nhiều người chê cười ở tỉnh Tương Tây. Đường Đường là con trai cả của Đường gia Đường Văn Trung và đại thiếu gia Đường Thế Văn, vậy mà lại bị một người phụ nữ của Giang gia coi thường, hơn nữa bị phản bác không nói nên lời. Đây quả thực là một chuyện cười lớn, càng khiến hai cậu ấm của gia tộc lớn này mang tai tiếng. Cho dù Giang Yến là người đẹp vô song chưa từng có ở tỉnh Tương Tây, cũng không đến mức khiến con cháu gia tộc lớn thảm hại như vậy. Ông Giang, xem ra con gái ông thật không hiểu quy củ. Đường Văn Trung âm u lạnh lẽo nói, ánh mắt nhìn Giang Hành Nguyên có một tia lạnh giá. Giang Yến vừa mới ở đây, nhưng Giang Hành Nguyên không có bất kỳ ý định ra tay ngăn cản, để Giang Yến du áo bỏ đi, xem thường hai bố con ông ta. Lúc này, trong mắt của Đường Văn Trung, tất cả những chuyện này rõ ràng là Giang Hành Nguyên cố ý. Thậm chí, hành động và lời nói hôm nay của Giang Yến hoàn toàn là do Giang Hành Nguyên bày mưu đặt kế. Tất cả chuyện này chẳng qua là muốn chế giễu bọn họ. Ha ha, theo tôi thấy, vừa nãy cũng vì ông Đường quá lo lắng. Các người cũng biết, Yến Nhi vừa mới đi du học quay về, nhất thời rất khó thay đổi suy nghĩ, hơi bài xích với chuyện sắp xếp này của người lớn. Giang Hành Nguyên miễn cưỡng mỉm cười giải thích. Mặc dù bây giờ trong lòng ông ta cực kỳ không vui, nhưng cũng không muốn vì việc này mà kết thành hận thù với Đường Văn Trung. Cách tốt nhất là có thể tìm ra lý do cho việc Giang Yến vừa làm, khiến bố con Đường Văn Trung chấp nhận lý do. Sau đó, Giang Hành Nguyên lại tìm cơ hội, mời Đường Văn Trung ăn cơm, coi như nhận lỗi là được. Ha ha, không sai, bây giờ đều chú trọng yêu đương tự do. Vậy mà có người muốn quyết định thay con cháu, còn muốn học theo thời đại cũ, kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ. Thật là buồn cười. Dư Hoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vui hớn hở, tùy ý chế nhạo. Dù sao bọn họ đã nhìn thấy Giang Yến, cũng hơi đồng ý với thấy Giang Yến, xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ của tỉnh Tương Tây, tài sắc vẹn toàn, quả thực là ứng cử viên liên hôn tốt nhất cho những gia tộc lớn này. Nhưng sau khi thấy hai bố con Đường Văn Trung nóng lòng nên vấp phải trắc trở, Dư Hoa cũng đã hiểu ra. Giống như Đường Văn Trung lấy thân phận người lớn sắp xếp tương lai cho con cháu, không phải không được. Nhưng đó là đối với những gia tộc có thực lực yếu hơn nhiều so với Đường gia. Nếu là như thế, những gia tộc nhỏ đó sẽ không dám làm trái lời nói của Đường Văn Trung. Nhưng bây giờ bọn họ đang trong Giang gia, mà Giang gia có sức lực ngang ngửa với Đường gia. Thậm chí, ở một số phương diện, sức mạnh tổng thể của Giang gia còn mạnh hơn cả Đường gia. Vào lúc này, Đường Văn Trung lại lấy điệu bộ người lớn phê bình con cháu, đương nhiên sẽ gây ra phản kháng. Bây giờ chính là bằng chứng tốt nhất. Hừ, cho dù bây giờ mọi thứ tự do, nhưng dẫu sao cháu Giang Yến là người nhỏ tuổi, lại không tôn trọng người lớn tuổi như này, quả thực là thiếu dạy dỗ. Ông Giang, theo tôi thấy, cháu Giang Yến rời khỏi nhà vào bữa tiệc hôm đó, cũng không phải là nhất thời bất ngờ đâu. Đường Văn Trung bị hai người xem thường như thế, trong lòng đã sớm phẫn nộ đến không thể kiềm chế được, nhưng ông ta lại không thể trực tiếp lật mặt với Dư Hoa và Giang Hành Nguyên, chỉ có thể quái gở nói. Chương 407, người đẹp hiếm thấy trong cửa hàng trụ sở chính. Giờ hắn đang phá hỏng hình tượng của Giang Yến, bắt đầu từ Giang Hành Nguyên và Dư Hoa trước, sau đó từng bước mở rộng. Dù sao, với thực lực của Đường gia, muốn phá hủy thanh danh của một người, đặc biệt là con gái, thực sự là quá đơn giản. Anh Đường, tôi xem anh là khách, Giang Yến vốn im lặng, không muốn gặp ai, nể tình các người là tiền bối mới ra mặt tiếp, nhưng các người phải biết. Nó là người của Giang gia tôi, là con gái của Giang Hành Nguyên,
mọi chuyện của nó không đến lượt Đường Gia mấy người nhúng tay vào. Được rồi, mọi chuyện đã bàn bạc xong, nếu Đường Gia không còn chuyện gì nữa, thì mau về đi. Giang Hành Nguyên nghe vậy, không hề thoải mái, cơn giận trước kia nén trong lòng, ngay lập tức bộc phát ra, lạnh lùng quát Đường Văn Trung, còn bày ra bộ mặt tiễn khách. Lần này, không chỉ là Đường Văn Trung, ngay cả Dư Hoa cũng bị thái độ cứng rắn của Giang Hành Nguyên dọa đến mức sợ hãi. Hừ, ông tưởng tôi muốn tới sao, lần này, nếu Giang gia các người không giải quyết được Chu Dương, vậy đừng trách tôi nhúng tay vào. Đường Văn Trung bị Giang Hành Nguyên nói như vậy, đâu hề dễ chịu, đương nhiên sẽ tức giận phẩy áo bỏ đi. Sau chuyện xảy ra trong đại sảnh, Giang Yến không biết, cũng không có hứng thú biết. Lúc này, trở về phòng, thu dọn chút đồ đơn giản, Giang Yến cầm theo một chiếc túi nhỏ, trực tiếp rời khỏi Giang gia. Đây là lần thứ hai cô rời khỏi Giang gia cách đây một tháng trước, lang thang quanh Trường Sa, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Mặc dù trước đêm Giang gia tổ chức tiệc, Giang Yến và Chu Dương đã đi dạo rất nhiều nơi, nhưng lúc đó là buổi tối, rất nhiều chỗ đã đóng cửa, cả Trường Sa cũng chìm vào trạng thái ngủ đông. Chẳng giống như bây giờ, Trường Sa đã tỉnh giấc, khắp nơi đều là đoàn người náo nhiệt. Mà tất cả những điều này, đều khiến Giang Yến có chút hoa mắt, đồng thời lòng cũng cực kỳ cảm thán. Rời khỏi Trường Sa mấy năm, ra nước ngoài du học, giờ sau khi về nước, lại phát hiện quê hương thay đổi lớn như vậy, rất nhiều nơi khác xa so với ký ức của Giang Yến. Đi mãi, trong lúc Giang Yến bất giác đi tới con đường mà đêm đó cô cùng Chu Dương tới, sau đó lại dạo một vòng nữa. Chẳng mấy chốc, Giang Yến nhìn thấy cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương nổi bật trên con phố đi bộ. Lúc này trong cửa hàng dùng biển người để hình dung, hoàn toàn không hề nói quá, thậm chí còn hơn thế nữa. Giang Yến xếp hàng một lúc, rồi đi vào cửa hàng. Bỗng nhiên, Giang Yến liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Dù tối hôm đó, Giang Yến đã từng tới cửa hàng này cùng Chu Dương, nhưng lúc đó thật sự không có tâm trạng đi dạo, chỉ là nhàm chán giết thời gian. Vậy nên lúc đó, Giang Yến không quan tâm tới cách bố trí của cửa hàng này lắm. Bây giờ, sau khi nhìn rõ cách bố trí của cửa hàng, Giang Yến không ngừng kinh ngạc. Cho dù có so sánh với một số cửa hàng mỹ phẩm quy mô lớn của nước ngoài thì cửa hàng này của công ty Danh Dương cũng không khác biệt là bao. Giang Yến là người đẹp hiếm có của tương Tây, khí chất xuất thần, dù ở đâu cũng cực kỳ nổi bật, giống như hạc giữa bầy gà, rực rỡ chói lóa. Lúc này, Giang Yến đang đi lang thang quanh cửa hàng, khí chất trên người cô thu hút sự chú ý của mọi người một cách tự nhiên. Cho dù là tới chọn mua mỹ phẩm hay là mấy nhân viên trong tiệm, thì tất cả sự chú ý đều dồn lên người Giang Yến. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Sao trước kia chưa từng thấy? Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy, tôi từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng trước giờ chưa từng thấy người con gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có muốn lên xin số liên lạc không? Nói không chừng sau này có cơ hội, hi hi. Anh ngứa tai có đúng không? Sinh lực dồi dào như vậy, sau này việc nhà giao cho anh hết. Trời ơi, nếu ra tôi mà đẹp được một nửa như cô ấy thì đúng là tạ ơn trời đất. Đúng vậy, tôi cũng muốn có thân hình đẹp như cô ấy, mấy người nói xem liệu có phải cô ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ không, nếu không, trên đời này làm gì có người xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn gấp mấy lần diễn viên trên TV nữa. Trông không giống từng phẫu thuật, mấy người nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy cực kỳ tự nhiên, hơn nữa trông cũng không có gì không cân đối. Đây rõ ràng là trời sinh, ngưỡng mộ quá đi. Khách hàng bàn tán sôi nổi, họ nhìn chằm chằm Giang Yến với ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, khao khát và tham vọng. E là những người đàn ông đi cùng vợ hoặc bạn gái tới chọn mỹ phẩm lúc này đang thấp thỏm nghĩ mọi cách nhìn trộm Giang Yến. Nhưng những hành động của bọn họ không thể qua mắt được bạn gái và bà xã Conan, sau khi bị phát hiện, bỗng chốc ai nấy cũng vội vã khổ sở van xin, bỗng chốc cả cửa hàng không ngừng vang lên tiếng kêu rên chửi mắng. Còn Giang Yến thì dường như không hề quan tâm đến những chuyện này, mà chỉ toàn tâm toàn ý di dạo quanh cửa hàng. Thực tế, trong khoảng thời gian một tháng bị cấm túc ở Giang gia, Giang Yến cũng không phải không làm gì, chỉ đơn thuần là suy nghĩ lại lỗi lầm. Giang Yến suy ngẫm từng chuyện xảy ra gần đây ở Trường Sa và Tương Tây. Mà trong đó, chuyện có tầm ảnh hưởng khá lớn chính là sự hợp tác mơ hồ giữa Đường gia, Đỗ gia, Dư gia và Giang gia, mà mục tiêu của bọn họ bất ngờ lại là Trương gia ở Tương Tây. Ngoài ra, sự hợp tác của công ty Danh Dương với mỹ phẩm Mỹ Thần đã phát triển nhanh ở Trường Sa, tiến vào thị trường Tương Tây cũng thu hút không ít sự chú ý.
Đặc biệt là cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương ở trên phố đi bộ đã trở thành một hiện tượng. Mà trong đó, có một người cực kỳ quan trọng, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Chu Dương. Giang Yến thầm nghĩ, nhớ lại đêm đó, người con trai đi dạo cùng mình, nhất cử nhất động của anh ấy, dường như đều cực kỳ ga lăng, hơn nữa còn rất biết nghĩ cho cô gái này. Không hề giống như những người kiêu ngạo, ngang ngược kia. Cửa hàng này chính là của anh sao? Giang Yến bước đi nhẹ nhàng, cô cũng không biết bản thân làm sao nữa, nơi đầu tiên muốn đi sau khi rời khỏi Giang gia lại chính là ở đây. Hoặc là, đây chính là nơi có quan hệ sâu đậm nhất với Chu Dương. Hoặc là, nói không chừng cô có thể gặp được Chu Dương ở đây. Lúc này, quản lý cửa hàng Trương Tâm Di đang đưa người đi xem xét tình hình buôn bán, thấy nhiều nhân viên tụ tập, chỉ trỏ trỏ một chỗ, sắc mặt phấn khởi, tâm trạng cô ấy liền không thoải mái. Cảm thấy những công nhân viên này có hơi không tuân thủ quy tắc. Các người đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của Trương Tâm Di bỗng chốc vang lên sau lưng mấy nhân viên, dọa bọn họ một phen hết hồn. Quản lý, chúng tôi đang ngắm người đẹp. Đúng vậy, quản lý, cô xem, cô gái xinh đẹp đó, rõ ràng xinh hơn cả diễn viên trên TV, cô ấy là người nổi tiếng mới ra mắt sao? Đúng vậy. Nhưng tôi lên mạng thì không hề tìm thấy nhóm nhạc mới ra mắt gần đây, căn bản không hề có người như vậy. Quản lý cô nói xem, chúng ta có nên thương lượng với cô gái này một chút, mời cô ấy tới làm hình tượng người đại diện cho cửa hàng chúng ta, với hình ảnh của cô ấy, tôi thấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ rất cao. Chương 408, người đại diện. Đám nhân viên bàn tán sôi nổi, Trương Tâm Di nghe một lúc lâu, thuận mắt nhìn về hướng đám nhân viên đang chỉ tay. Thấy Giang Yến, cô mới bừng tỉnh, nhận ra những người đó đang bàn luận cái gì. Vừa nhìn thấy Giang Yến, ánh mắt trong Tâm Di liền sáng bừng, ngay tức khắc bị Giang Yến thu hút. Cô gái xinh đẹp này, dường như chỉ nhìn vào người bên cạnh Chu Dương. Trong hai người họ, một là vợ Chu Dương, người kia là sếp tổng của công ty Danh Dương, người đẹp tổng tài. Tâm tư dao động, Trương Tâm Di chỉ trong chớp mắt nghĩ ra rất nhiều loại khả năng. Cũng rất nhiều lần suy nghĩ về đề xuất của nhân viên muốn mời cô gái đó về làm hình tượng người đại diện, nhưng cô không thể ra quyết định. Dù sao, cô cũng chỉ là một người quản lý cửa hàng, quyền lực có hạn. Mà muốn mời cô gái đẹp như vậy về làm hình tượng người đại diện cho cửa hàng trụ sở chính, dù đối phương là người nghiệp dư, thì dựa vào thân hình và vẻ ngoài này, giá cả sẽ không thể thấp. Điều này rất có thể vượt qua quyền hạn của Trương Tâm Di. Có điều... Trương Tâm Di quản lý mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia mười mấy năm nay, rất có tầm nhìn và khả năng phán đoán. Tuy bây giờ không có quyền quyết định, nhưng cô vẫn có thể tiếp xúc trước một chút. Như vậy, ít nhất sẽ lưu được phương thức liên lạc của cô gái xinh đẹp này, đợi đến lúc nhóm người Chu Dương quay về, báo cáo công việc lên cấp trên, tất cả sẽ do Chu Dương phụ trách. Nghĩ như vậy, Trương Tâm Di mỉm cười đi qua đó. Đến càng gần Giang Yến, Trương Tâm Di đột nhiên thấy hơi tự tí, xấu hổ. Cảm thấy bản thân không xứng nói chuyện với cô gái xinh đẹp trước mắt. Giang Yến cũng chú ý vào người đang bước đến, có vẻ là nhân viên của cửa hàng. Tuy trong mắt Giang Yến, nhan sắc của Trương Tâm Di chỉ có thể coi là trên mức trung bình, nhưng trời sinh như vậy, cô cũng sẽ không coi thường tâm tư người khác. Có chuyện gì sao? Thấy Trương Tâm Di không nói gì, Giang Yến dứt khoát chủ động hỏi. Em mờ thanh dịu dàng, ôn nhu như ngọc. Như thể gió xuân phảng qua, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Trương Tâm Di lúc này đang nghĩ như vậy, nghe thấy giọng nói của cô gái xinh đẹp, cả người trở nên thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt lên. Chào cô, tôi là Trương Tâm Di, quản lý cửa hàng trụ sở, có chuyện này muốn bàn bạc với cô một chút, không biết giờ cô có thời gian không? Trương Tâm Di đã bình tĩnh hơn, khẽ cười, cố gắng hết sức khiến bản thân trở nên bình dị gần gũi. Có thể nói là khiến người khác nhìn vào sẽ thấy mình không có mục đích hay bất kỳ suy nghĩ gì. Dù sao, dưới con mắt đám đông, đưa ra yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi. Trương Tâm Di cần phải chuẩn bị kỹ càng xem xét mọi mặt, để tránh xảy ra sai sót. Được, tôi có thời gian, cô có chuyện gì vậy? Giang Yến liếc nhìn Trương Tâm Di, gật đầu cười hỏi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô, gì cơ, cô đồng ý rồi sao? Trương Tâm Di theo quán tính cứ nghĩ Giang Yến sẽ từ chối, giữa hai bên sẽ phải nhường nhịn nhau vài lần, sau đó mới có thể đồng ý. Không ngờ, Giang Yến chẳng hề do dự, trực tiếp đồng ý, khiến Trương Tâm Di nhất thời chẳng thể phản ứng lại, nói năng cũng gấp gáp hơn.
có vấn đề gì sao? Giang Yến nghiêng đầu, vừa cười vừa hỏi, tựa như một tia nắng chiếu rọi, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Không có vấn đề gì cả, mời cô theo tôi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Trương Tâm Di nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười, dẫn Giang Yến đến phòng làm việc. Đám nhân viên thấy quản lý thong thả đưa Giang Yến về phòng làm việc, thầm thán phục cô. Giang Yến vào đến văn phòng, những người đứng bên ngoài khu vực mua sắm, đặc biệt là những khách hàng nam, say đắm nhìn cô, bộ dạng như hồn bay phách lạc. Nhưng Trương Tâm Di cũng chẳng quan tâm người khác thế nào, cô mời Giang Yến vào phòng làm việc, kìm nén những cảm thán trong lòng, rồi nói về đề nghị mời Giang Yến đến làm người đại diện cho cửa hàng trụ sở chính, dò hỏi nguyện vọng của Giang Yến. Nhìn kỹ khuôn mặt Giang Yến, Trương Tâm Di không khỏi kinh ngạc. Dung mạo, làn da này đúng là cực phẩm, trên đời rất hiếm thấy. Thậm chí, ngay cả Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân cũng ngang ngửa với cô gái xinh đẹp này. Trương Tâm Di nói xong, yên lặng chờ Giang Yến trả lời. Thực tế, Giang Yến có đồng ý hay không, cô cũng sẽ báo cáo lại việc ngày hôm nay với Chu Dương, đồng thời, nếu Chu Dương không đồng ý mời Giang Yến đến làm người đại diện, cô cũng sẽ hết sức khuyên nhủ. Từng giây phút trôi qua, Giang Yến nghiêng đầu, như đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Thưa cô, thật ra hiện giờ cô cũng không cần phải trả lời tôi luôn đâu, cô có thể quay về suy nghĩ kỹ càng, sau khi quyết định, có thể gọi điện thông báo, đây là danh thiếp của tôi. Trương Tâm Di sợ sẽ gây áp lực cho Giang Yến, vội vàng nói, đồng thời lấy danh thiếp đưa cho Giang Yến. Quản lý cửa hàng trụ sở chính của công ty danh Dương Trương Tâm Di. Nhìn thông tin trên tấm danh thiếp, trong lòng Giang Yến hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trước khi đi du học, cô sống ở Giang Gia tại thành phố Trường Sa. Khi đi du học thì luôn sinh sống ở nước ngoài. Đó là tất cả cuộc sống trước khi về nước của cô ấy. Mà trong đó, thời gian cô ở bên cạnh Chu Dương, chỉ vọn vẹn một buổi tối. Chỉ trong một buổi tối, trong đầu Giang Yến luôn hiện ra những mảnh hồi ức, còn nhiều hơn cả những hình ảnh hồi ức khi cô sống ở Giang Gia. Trong chốc lát, Giang Yến nghĩ tới việc trở thành người đại diện hình ảnh cho cửa hàng trụ sở chính, khi Chu Dương nhìn thấy biển quảng cáo ngoài cửa hàng, anh sẽ sững sờ ngây dại, nghĩ đến đây Giang Yến liền nở nụ cười. Được thôi, tôi đồng ý. Nếu đã nghĩ như vậy, thì nên thực hiện, cân nhắc một lúc, Giang Yến đồng ý. Hả, cô cứ như vậy mà đồng ý sao? Không cần suy nghĩ thêm mà. Nói thực, năng lực tôi có hạn, không thể cho cô mức lương hợp lý. Tất cả vẫn cần phụ trách của chúng tôi Chu Tổng, quay về mới có thể quyết định. Trương Tâm Di không ngờ Giang Yến sẽ dứt khoát đồng ý như vậy, trong lòng vui mừng và hơi kinh ngạc. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ đề nghị Chu Tổng cho cô một mức lương hợp lý. Vấn đề tiền lương gì đó, tôi không để tâm lắm đâu, tùy vào mọi người, nhưng khi Chu Tổng quay lại thì cô hãy gọi điện báo tôi sẽ lại đến đây một chuyến. Giang Yến cảm thấy sung sướng và thần bí như vừa thực hiện một trò đùa quái đản, cô để lại số liên lạc, rồi rời đi. Khi cô ra khỏi đó, khách trong cửa hàng, đặc biệt là nam giới, ai cũng nhìn về phía cô, liên tục tán thưởng. Tất cả mọi việc xảy ra, Chu Dương ở Tương Tây hiển nhiên không hề hay biết. Chỉ là, nhất thời không hay biết, không có nghĩa là sau này anh sẽ không biết. Đã 3 ngày sau khi thương lượng việc hợp tác với Trương Thái Viêm. Vì trước đây đã từng thể hiện thực lực của mình nên lần này, không có kẻ nào có mắt như mù đến để khiêu khích. Vậy nên, nhóm người Chu Dương vẫn yên bình sống ở khu nhà nhỏ. Chương 409, quyết định hợp tác. Ha ha, Trương gia này chẳng thoải mái chút nào, quyết định cái gì, cũng không hề quyết đoán, chờ đến khi bọn họ đưa ra quyết định cuối cùng, rồi đi thực hiện, thật không biết phải đợi bao lâu. Tô Vĩ khinh bỉ nói, cảm thấy hơi khó chịu với Trương gia. Chưa nói tới chuyện bọn họ là khách, hơn nữa trước đây mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia lâm vào khủng hoảng trầm trọng, bọn họ đưa tay trợ giúp, thậm chí còn hợp tác với mỹ phẩm mỹ thần, tạo đứng chỗ đứng vững chắc ở Trường Sa. Ngay cả lần này, bọn họ cũng đến bàn bạc chuyện hợp tác với Trương gia, mà nội dung hợp tác này, đối với Trương gia, chắc chắn thu được lợi nhuận rất lớn. Nhưng mấy người Trương gia đều là những kẻ nhát gan, thảo luận 3 ngày rồi, cũng không đưa ra được phương án hợp lý và hiệu quả. Chu Dương cùng bọn họ sinh hoạt ở đây 3 ngày rồi, cũng hơi nhàm chán. Không phải Chu Dương không nghĩ tới chuyện quay lại Trường Sa trước, nhưng anh ở đây mới có thể đánh lạc hướng tầm mắt của nhiều người, khiến họ không thể nhận ra mục đích thực sự của Chu Dương. Ít nhất đủ để khiến Dư Hoa, Đỗ Gia, Đường Gia và Giang Gia rối loạn một thời gian,
như vậy họ sẽ có thể tranh thủ trong thời gian ngắn lập một kế hoạch hoàn hảo để triển khai. Chu Dương, có tin tốt. Đột nhiên, Trương Kiệt bước vội vào, trên mặt không giấu được sự kích động. Sao vậy, tiểu Trương tử? Tô Vĩ rửng rưng nhìn Trương Kiệt, khẽ cười nói. Mấy ngày nay, Tô Vĩ và Trương Kiệt đã trở nên thân thiết, nói chuyện cũng tùy ý hơn lúc trước, thậm chí còn đặt biệt danh cho đối phương. Tô Vĩ gọi Trương Kiệt là tiểu Trương tử, mà Trương Kiệt cũng gọi Tô Vĩ là tiểu Vĩ tử. Những người khác, không hề có hứng thú với trò nhàm chán ngây thơ này của bọn họ. Hứ, tiểu Vĩ tử, sao nào, tò mò hả? Muốn biết thì cậu cầu xin tôi đi. Trương Kiệt xem thường liếc Tô Vĩ một cái, cười tủm tỉm, bộ dạng vô cùng tự tin kiêu ngạo. Hứ, thích nói hay không, lão đại đang ở đây, tôi không tin cậu có thể nhẫn nhịn không nói. Thế nhưng Tô Vĩ không bị mắc mưu, khoanh tay trước ngực, chỉ vào Chu Dương, ánh mắt nhẹ nhàng lay động, tràn đầy khiêu khích nhìn Trương Kiệt. Được rồi, Trương Kiệt, có tin tốt gì vậy? Chu Dương giơ tay ra hiệu, ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người và hỏi. Ở Trương gia không làm gì ba ngày, thành thật mà nói, Chu Dương cũng cảm thấy hơi lãng phí thời gian. Vốn dĩ anh dự định, nếu hôm nay Trương gia lại không có tin tức hay quyết định nào, vậy thì anh sẽ rời đi, trở lại Trường Sa. Đến lúc đó, khi chi nhánh công ty Danh Dương phân bố khắp nơi, sẽ chẳng có vị trí cho Trương gia nữa. Thời điểm đó, chi nhánh của Danh Dương đã mở rộng khắp tỉnh Tương Tây, điều đó có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, cũng đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Chu Dương. Ông nội đã đưa ra quyết định, muốn hợp tác cùng cậu. Trương Kiệt kích động nói. Thực ra, trong lòng Trương Kiệt không muốn thấy Trương gia và Chu Dương xuất hiện khoảng cách. Nhưng bây giờ, dường như giữa hai bên đã có khoảng cách rồi. Giống như lần này, Chu Dương chủ động đề xuất hợp tác, hơn nữa chuyện này đối với Trương gia, cũng có lợi ích rất lớn. Theo lý thì Trương gia chẳng có lý do gì để từ chối hợp tác. Nhưng trên thực tế, Trương Luân cầm đầu không ít người, đứng lên phản đối chuyện hợp tác lần này. Lý do bọn họ phản đối rất đơn giản, nếu Trương gia hợp tác với Chu Dương thì đó là nuôi hổ trong nhà. Suy cho cùng, chi nhánh công ty Danh Dương mở ra ở Tương Tây, nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn đến mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, làm lung lay vị trí hàng đầu của Trương gia trong ngành công nghiệp mỹ phẩm ở Tương Tây. Ngoài ra, trong phương án hợp tác mà Chu Dương đề xuất, rõ ràng có ý muốn chiếm lợi từ Trương gia bọn họ. Để Trương gia phối hợp với người của Chu Dương, mở chi nhánh công ty Danh Dương ở Tương Tây. Trong đó, Chu Dương và người của anh chỉ đưa ra thương hiệu của công ty Danh Dương và chi phí xây dựng cửa hàng. Mấy chuyện tạo mối quan hệ, phương diện giao thiệp với người khác và trao đổi khai thông, đều cần Trương gia đi làm. Nếu như vậy, Chu Dương và người của anh chỉ làm mấy chuyện đơn giản. Còn lại, là công việc cực nhọc để dành cho Trương gia. Đây chính là người của Trương gia làm thuê cho Chu Dương. Thậm chí Trương Luân ngang nhiên phát ngôn tại cuộc họp. Nếu có người nào của Trương gia lựa chọn hợp tác với Chu Dương, đó chính là kẻ thù của Trương Luân tôi. Lời này vừa nói ra, không nghi ngờ gì chính là tự vả vào mặt mình. Hoặc là lựa chọn đứng về phía Trương Luân, phản đối hợp tác. Hoặc là, đồng ý hợp tác, đứng về phía đối địch với Trương Luân. Đối mặt với chọn lựa như vậy, kể cả Trương Anh ở bên kia thuyết phục mọi người, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng về phía Trương Luân như cũ, từ chối hợp tác cùng Chu Dương. Trương Kiệt hỏi bố mình, sau khi nhận được tin tức như vậy, thất vọng mất mấy ngày. Nhưng đến hôm nay, gia chủ Trương Thái Viêm trực tiếp phát ngôn, tại cuộc họp đưa ra quyết định, Trương gia phải hợp tác với Chu Dương. Trương Luân sững sờ đần mặt ra, đứng tại chỗ, tựa như có vô số bàn tay tát lên mặt ông ta. Nếu có người nào của Trương gia lựa chọn hợp tác với Chu Dương, đó chính là kẻ thù của Trương Luân tôi. Lời nói mang khí thế mạnh mẽ, hùng hổ dọa người như vậy, dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Trong chốc lát, tất cả mọi người Trương gia sắc mặt phức tạp nhìn Trương Luân, rồi lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn Trương Anh. Suy cho cùng, cuộc họp lần này, Trương Luân và Trương Anh bất đồng ý kiến, nhưng gia chủ Trương Thái Viêm lại kiên quyết đứng về phía Trương Anh. Điều này có nghĩa là, không thể khiến người khác cẩn thận suy ngẫm một phen. Sau khi nghe Trương Kiệt kích động giải thích, trên mặt mọi người đều mang theo chút vui mừng. Hiển nhiên họ vô cùng hài lòng với quyết định này của Trương Thái Viêm. Chỉ có Chu Dương khuôn mặt không cảm xúc, im lặng không nói lời nào. Chu Dương, sao vậy? Lẽ nào có vấn đề gì sao? Nhìn thấy phản ứng của Chu Dương, nội tâm Trương Kiệt hơi thắc mắc, sợ Chu Dương không hài lòng.
Cho đến bây giờ, Trương Kiệt vẫn muốn coi Chu Dương là bạn đại học, nhưng mỗi lần gặp Chu Dương, áp lực trong lòng sẽ vô thức xuất hiện, khiến Trương Kiệt đối mặt với Chu Dương khi không có ai ở đó, cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Không, chỉ là tôi đang nghĩ vài việc khác, Trương lão gia đã đưa ra quyết định, vậy thì tiếp theo, chỉ cần dựa theo phương án tôi đã nói tiến hành là được, chúng tôi cũng không cần thiết ở lại đây nữa. Chu Dương ngước lên nhìn Trương Kiệt, thấy trong mắt Trương Kiệt hơi căng thẳng, trong lòng bất giác có chút mất mát. Ban đầu, mặc dù anh cùng Trương Kiệt đã không liên lạc 3 năm, nhưng tình nghĩa bạn học cùng nhau thời đại học vẫn còn đó, lần gặp lại này, hai bên cũng không có kiêng dè. Nhưng bây giờ, ngay cả Trương Kiệt khi đối mặt với mình cũng có chút căng thẳng như vậy rồi sao? Chu Dương thầm nghĩ, lặng lẽ loại bỏ suy nghĩ này. Dẫu sao, bây giờ anh đại diện cho công ty Danh Dương, mà Trương Kiệt đại diện cho Trương gia. Trong lần hợp tác tiếp theo này, mặc dù hai bên nói là quan hệ bình đẳng, nhưng trên thực tế, cả hai bên đều biết, nhất là Trương lão gia lại càng rõ ràng, người nắm quyền chủ đạo trong lần hợp tác này là Chu Dương. Vậy nên, Trương lão gia mới kéo dài tận 3 ngày, trước khi sự nhẫn nại của Chu Dương sắp cạn kiệt, mới nói ra quyết định. Chương 410, trở về cửa hàng. Mọi người muốn rời đi. Trương Kiệt vô cùng kinh ngạc, cậu không hề nghĩ rằng, khi nói cho nhóm Chu Dương nghe tin tức vô cùng tốt này, kết quả bọn họ lại muốn rời đi. Chẳng lẽ Trương gia có điểm nào đắc tội với bọn họ sao? Trương Kiệt đắn đo mãi trong lòng, xác nhận rõ ràng không hề có chỗ nào đắc tội với nhóm Chu Dương. Dù sao, lần trước Trương Đào gây hấn với nhóm Chu Dương, hắn ta dù là cháu trai ruột của Trương lão gia mà vẫn bị Chu Dương đánh cho một trận mãi mới có thể bình phục được, nên bây giờ chẳng có ai dám chọc giận bọn họ nữa. Ừ, trở về xong còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù sao khi kế hoạch tiếp theo chính thức bắt đầu, Trương gia chỉ cần dựa theo đúng dự tính mà làm, chứ cũng không có điểm nào cần phải đặc biệt lưu ý cả. Chu Dương cười đáp lại. Trương Kiệt muốn giữ họ lại, nhưng Chu Dương đã quyết định rời đi, nên căn bản một mình cậu ấy cũng không ngăn cản được. Đợi đến khi Trương Anh tự tìm Chu Dương nói chuyện, thì lúc đó nhóm Chu Dương đã sớm rời khỏi Trương gia, quay về Trường Sa rồi. Ai chà, xem ra chuyện lần này của Trương gia, có khi nào khiến Chu Dương không hài lòng. Trương Anh có chút không đành lòng, ông đã vội vàng chạy tới, thế nhưng lại tới trễ một chút. Xem ra Chu Dương đã quả quyết rời đi. Thậm chí, dù bây giờ Trương lão gia ngỏ ý mời ở lại, e là cũng không giữ chân được nhóm Chu Dương. Mấy người bên Chu Dương rất nhanh đã về tới Trường Sa. Đến khách sạn xong nghỉ lai, Tôn Liên lập tức đi tìm Trần Hân. Hiện giờ tâm trí của bà ấy hoàn toàn nghĩ về Trần Thế Hào, sợ là Trần Thế Hào sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này. Nên Tôn Liên một tích tắc cũng không dám chậm trễ. Mọi người về đi, tôi qua cửa hàng trụ sở một chút. Để những người khác quay về phòng nghỉ ngơi một chút, dẫu sao, khoảng thời gian này, dù đã nghỉ ngơi một chút ở Trương gia, nhưng suy cho cùng bọn họ đều là khách, nên sẽ có sự kiêng dè, không thể nghỉ ngơi thoải mái được. Xuyên tử đi cùng tôi là được. Nghĩ đến sự việc hai ngày trước ở cửa hàng trụ sở mà quản lý cửa hàng Trương Tâm Di đã báo cáo với mình, Chu Dương trong lòng có chút suy đoán. Nên vừa về đến Trương Sa là lập tức nghĩ đến cửa hàng trụ sở. Chu Dương cần xác nhận lại chuyện Trương Tâm Di nói với anh. Lúc Chu Dương và Ngưu Xuyên đến cửa hàng, thì quản lý cửa hàng Trương Tâm Di trong lòng đang thấp thỏm chờ đợi. Kể từ ngày nói với Chu Dương về việc mời một cô gái xinh đẹp làm người đại diện hình ảnh cho cửa hàng trụ sở, cô luôn chờ đợi câu trả lời từ phía Chu Dương, nhưng trong lòng thì sợ rằng Chu Dương sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao, chuyện như vậy có thể coi là chuyện nội bộ của công ty Danh Dương. Còn cô chỉ là một cựu quản lý cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Thần. Trong cửa hàng trụ sở, việc này cũng thuộc về những nhân viên khác của công ty Danh Dương. Trương Tâm Di biết điểm lợi điểm hại của kiểu giao tiếp xã giao này. Thế nhưng nghĩ đến ngày nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, đến bây giờ tim Trương Tâm Di vẫn còn đập thình thịch. Cô biết, mình là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ có nhan sắc hơn mức trung bình. Về ngoại hình, nếu chấm thang điểm 10, thì Trương Tâm Di cũng tự tin bản thân có thể đạt đến 8 điểm. Vẻ ngoài như vậy, ở ngoài xã hội, là ngang hàng với những đại mỹ nhân vạn người theo đuổi. Thế nhưng vì tuổi tác, mấy năm nay, số người theo đuổi cô có chút suy giảm. Ở những năm cô đang ở đạt đến đỉnh cao nhan sắc, cũng phải đến cả vạn người mê đắm. Tuy là như vậy, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy, trong lòng đã thầm thán phục. Nếu như nói rằng cô ngang với một mỹ nữ đạt điểm 8, thì cô gái xinh đẹp ngày ấy cô nhìn thấy,
xứng đáng là mỹ nữ 11 điểm. Thậm chí, không ngoa mà nói, vẻ đẹp này đã vượt qua cả tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường mà mọi người đặt ra. Trương Tâm Di nhìn thấy đằng xa Chu Dương và Ngưu Xuyên đang cùng đi tới cửa hàng trụ sở. Sau khi trấn an những suy nghĩ trong lòng, Trương Tâm Di nở một nụ cười tuyệt đẹp, chủ động ra nghênh đón. Chào Chu Tổng. Ừ, vào văn phòng nói chuyện đi. Chu Dương gật đầu một cái, thể hiện sự hài lòng với thái độ của Trương Tâm Di. Người phụ nữ này là từ mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia điều tới, thật ra thì cũng coi như người của Trương gia. Nhưng Chu Dương tự tin cho rằng, người nhà Trương gia sẽ không gây bất kỳ khó dễ nào với anh, nên cũng cho phép Trương Tâm Di tiếp tục làm quản lý tại cửa hàng trụ sở. Chu Dương xuất hiện, hiển nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ nhân viên, khiến khu mua sắm nhất thời có chút hỗn loạn. Dù sao cũng đang là giờ làm việc, hơn nữa cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương có nội quy rất nghiêm khắc, nên các nhân viên cũng không dám thể hiện quá mức, chỉ là hai mắt đều nhìn thẳng Chu Dương, cho đến khi anh đi khuất vào khu văn phòng. Mà cũng có không ít khách hàng tự nhiên nhìn thấy Chu Dương, trong lòng có chút hứng thú nhất thời với người đàn ông đẹp trai phong độ khí chất này. Suy cho cùng thì đây cũng là cửa hàng mỹ phẩm, đa phần là phụ nữ tới đây mua hàng, mà phần lớn trong số họ đều là các cô gái trẻ. Hút mần nữ trong tâm trí bọn họ từ sớm đã được nuôi dưỡng suốt một thời gian dài, nên chỉ cần nhìn thấy một soái ca nhan sắc không tệ là bộ dạng ai cũng đã si mê đắm đuối. Chứ đừng nói tới Chu Dương, một soái ca nhan sắc hơn hẳn những chàng trai khác trên phố. Ai, soái ca vừa nãy là ai thế? Đúng vậy, đẹp trai quá đi, đẹp như là oppa nhà tôi vậy. Mọi người có ai có phương thức liên lạc nào với anh ấy không? Nhìn dáng vẻ này có khi nào lại là nhân viên tại cửa hàng. Nếu vậy thì tốt quá, sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên. Ồ, nhưng sao tôi lại có cảm giác từng gặp anh ấy rồi nhỉ? Phi, đúng là không biết xấu hổ, tự coi mình là cái rốn thế à? Cô là cái gì mà có thể gặp được một người đẹp trai như cậu ta? Phi, cô mới là đồ thịt ôi ấy. Tôi nhớ ra rồi, anh ta hình như là ông chủ của cửa hàng này, là Chu Tổng của công ty Danh Dương thì phải. Thật á, đã trẻ trung lại còn nhiều tiền, yêu chết mất thôi. Không được rồi, tôi nhất định phải tìm bằng được cách liên lạc với anh ấy, bất kể có anh ấy để ý không, tôi cũng sẽ trở thành người của anh. Phi, đúng là mặt dày quá. Không ít ánh mắt của những vị khách đều bị Chu Dương thu hút, nhìn theo Chu Dương đến tận khu văn phòng. Nhất thời cả khu mua sắm đều loạn hết lên, rất nhiều người tìm nhân viên để hỏi cách liên lạc với Chu Dương. Thế nhưng Chu Dương là ông chủ. Nên số điện thoại của anh không nói thì bình thường sẽ chẳng ai có ai biết, đa phần đều là liên lạc tại văn phòng, nên căn bản là không thể liên lạc gọi điện cho anh được. Rất ít nhân viên có được số điện thoại của Chu Dương, bọn họ cũng sẽ không dám tùy tiện nói cho người khác. Một khi chuyện này lỡ tạo ra hỗn loạn nào mà bị Chu Dương biết được, nhân viên bọn họ sẽ không thể gánh nổi hậu quả. Sự náo động do bản thân gây ra khi đi vào cửa hàng, Chu Dương lại không hề biết chút gì. Cho dù có biết, e là trong lòng cũng chỉ tùy tiện cười trừ một tiếng. Chuyện như này, chắc chắn không phải chuyện anh mong muốn chứng kiến. Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thì đành thuận theo tự nhiên. Bây giờ mọi người sẽ nhớ, nhưng sau một thời gian, mọi thứ rồi sẽ dần dần mờ nhạt. Dù sao thì hiện tại, Chu Dương trong lòng cũng tự thừa nhận rằng, danh tiếng của anh khó mà che giấu được. Chuyện bị người khác để ý, bản thân cũng không có cách nào tránh khỏi. Chương 411, suy đoán của Chu Dương. Lúc này trong khu văn phòng chỉ có lác đác vài nhân viên đang làm việc. Chu Dương bước vào phòng làm việc của mình, anh ngồi thẳng xuống, ra hiệu cho Trương Tâm Di ngồi ghế. Còn Ngưu Xuyên thì ra ngồi chờ trên chiếc ghế sofa cạnh đó. Cô nói đi, thuật lại cho tôi tình huống cụ thể khi ấy, cả phương thức liên lạc mà cô gái xinh đẹp đó để lại nữa, có còn thông tin nào khác không? Chu Dương trầm giọng. Chu Dương vẫn chưa rõ tường tận chuyện Trương Tâm Di báo cáo lại cho mình trước đó. Không phải vì Trương Tâm Di báo cáo không rõ ràng, mà vì trong bản báo cáo, tình cảnh được Trương Tâm Di miêu tả khiến Chu Dương cảm thấy hơi khó tin. Một cô gái xinh đẹp lại có thể khiến cả cửa hàng xôn xao náo động. Cô gái ấy phải đẹp đến nhường nào mới có thể làm được điều này chứ? Ít nhất thì Chu Dương cũng nghĩ rằng dù Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân có dày công trang điểm thì cũng mới miễn cưỡng làm được chuyện này thôi. Chẳng lẽ lại có một cô gái mang sắc đẹp tuyệt trần sánh được với vẻ đẹp của Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, thậm chí là hơn hai người họ xuất hiện sao? Nhưng trong ấn tượng của Chu Dương,
tại tỉnh Tương Tây có lẽ chỉ mình Giang Yến đạt được tới mức đó thôi. Nhưng cô gái Trương Tâm Di nhắc đến là Giang Yến thật ư? Chu Dương im lặng suy nghĩ. Tạm không tính đến chuyện Giang Yến là người của Giang gia, mà mâu thuẫn của anh với Giang gia lại gần như không thể hòa hoãn nổi. Mà thân là người nhà họ Giang như Giang Yến, dù rằng bản thân cô không muốn nhưng có gia tộc đứng sau, e là Giang Yến cũng phải bó tay trước rất nhiều chuyện. Có lẽ áp lực đến từ việc không đối nghịch với Chu Dương cũng đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi. Còn bình thường khi Giang Yến tiếp xúc cùng Chu Dương, cả hai đều tỏ ra như không có chuyện gì, thậm chí còn có thể hợp tác cùng nhau. Chuyện này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu Chu Dương rồi lại bị anh chủ động gạt đi. Và lại, dù sao Giang Yến cũng là người của Giang gia, e rằng chính thân phận của cô lẫn Giang gia đều sẽ không cho phép Giang Yến đứng ra làm người đại diện hình ảnh cho ai. Chứ đừng nhắc đến hai bên còn có mâu thuẫn với nhau nữa. Trong chốc lát Chu Dương cũng không nghĩ được sâu xa hơn. Chu Tổng, thực ra chuyện hôm đó cũng rất tình cờ thôi, vốn tôi cũng không để ý. Sau đó Trương Tâm Di thuật lại hết chuyện xảy ra ngày hôm ấy và phản ứng của cả khách hàng nam lẫn nữ trong cửa hàng cho Chu Dương. Lúc tôi hỏi cô ấy có muốn trở thành người đại diện hình ảnh cho cửa hàng của chúng ta không, tôi còn tưởng cô ấy sẽ về suy nghĩ đã, nào ngờ cô gái này lại đồng ý ngay mà không hề do dự chút nào. Hơn nữa chuyện này đã vượt quá quyền hạn của tôi nên tôi cũng phải tranh thủ thời gian báo cáo lại cho anh ngay. Trương Tâm Di thở phào nhẹ nhõm rồi mới phát hiện hình như mình đã kể hết chuyện ngày hôm ấy ra rồi. Mình đúng là lắm lời quá. Chu Tổng, đây là phương thức liên lạc mà cô gái xinh đẹp đó để lại trước khi đi. Trương Tâm Di trông gương mặt trầm tư của Chu Dương mà thoáng thấy thấp thỏm. Cô không biết lúc này Chu Dương đang nghĩ gì, dù gì thì nếu truy cứu nghiêm khắc, hành động của cô cũng đã là trái với quy định rồi. Nếu Chu Dương xử lý nghiêm khắc thì cắt mất tiền thưởng cũng đã là nhẹ nhàng. Nếu nặng hơn thậm chí sẽ bị cảnh cáo trước toàn thể nhân viên. Ừ, Chu Dương nhìn phương thức liên lạc cô gái xinh đẹp để lại, xác nhận rằng mình không biết số điện thoại này. Thế này đi, cô hãy liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy tới cửa hàng của chúng ta vào cuối tuần này. Tôi sẽ gặp mặt cô ấy để xác nhận một số chuyện. Chu Dương cười, nói. Lúc này lo được lo mất cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chu Dương không biết rốt cuộc người này có phải Giang Yến không? Nhưng dù đó có là ai thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Nghĩ thông suốt được chuyện này, Chu Dương cũng không tới cửa hàng kiểm tra thêm lần nữa, không thấy có vấn đề gì thì đầu óc cũng sẽ thư thái hơn nhiều. Được rồi, cứ vậy đi, cô hãy xác nhận thời gian gặp mặt với cô ấy rồi báo lại cho tôi. Chu Dương căn dặn Trương Tâm Di xong bèn rời đi cùng Nhu Xuyên. Lúc này lòng anh đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng kết quả cuối cùng là gì thì vẫn phải đợi đến cuối tuần gặp được người thật mới có thể xác nhận được. Thời gian trôi nhanh như gió, sau khi Chu Dương và Trương Gia xác nhận hợp tác, Trương Gia đã lập tức triển khai công việc. Trương Gia làm việc rất lanh lẹ, Chu Dương còn chưa có cảm giác gì thì đã có người tới báo cho anh chi nhánh họ chọn mở cũng đã được gây dựng, ít hôm nữa thôi sẽ bắt đầu chuẩn bị công tác khai trương. Nghe được tin này, Chu Dương vô cùng vui mừng, cảm thấy dù Trương Gia làm việc luôn trông trước ngó sau, dề dà trì hoãn, nhưng lúc bắt tay vào làm thật thì lại rất hiệu suất. Anh dặn đối phương đừng mất cảnh giác, nhất định phải để ý cẩn thận đến tận khi chi nhánh chính thức được thành lập, khai trương thuận lợi. Thời gian thấm thoát cũng đã tới cuối tuần. Chu Tổng, tôi đã liên lạc được với cô ấy rồi, cô ấy không muốn gặp anh tại cửa hàng trụ sở chính. Cô gái đó hẹn gặp mặt bên sông Trường Giang vào chủ nhật tuần này. Trương Tâm Di cũng gọi điện tới rất chậm trễ. Chu Dương những tưởng Trương Tâm Di sẽ xác nhận thời gian với đối phương ngay, nào ngờ lại trì hoãn tới tận tối thứ bảy. Nhưng Chu Dương không thể từ chối yêu cầu của đối phương, cũng chẳng thấy có điều gì bất ổn cả. Dù sao lần này hai bên cũng gặp mặt thảo luận vấn đề để cô gái nọ trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng trụ sở chính bên công ty Danh Dương, nói kiểu gì thì họ vẫn đang có ý nhờ cậy người ta. Vậy nên chiều ý cô gái kia một chút cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chủ nhật, Chu Dương tốn mất cả một buổi sáng để chỉnh trang ăn diện tử tế. Không phải Chu Dương muốn đi hẹn hò với ai cả. Anh làm vậy chỉ để biểu đạt thành ý của mình mà thôi. Dù sao thì Trương Tâm Di cũng nói cô gái này là một đại mỹ nhân hiếm có, dù có là nam hay nữ thì cũng đều không chống lại được sức hút của người này. Chu Dương cũng nên thể hiện sự tôn trọng với một người như vậy mới phải. Ồ, làm dáng thế này để đi hẹn hò với con hồ ly tinh nào đúng không? Linh Ngọc không quản lý chồng mình đi à? Chu Dương vừa chỉnh trang được một nửa,
có vài chỗ anh còn chưa thấy ổn lắm thì đột nhiên đã nghe có giọng nói chói tai của một cô gái vang lên. Không cần nhìn Chu Dương cũng biết người đang lên tiếng là ai. Giọng nói này mang ngữ điệu ghen tuông chua loét, e rằng chỉ có cô sếp không đáng tin cậy của mình mới có thể phát ra được giọng điệu như vậy. Dường như kể từ cái lần Thẩm Bích Quân đỡ cho Chu Dương một nhát dao chí mạng, thái độ của cô với anh cũng đã thay đổi 180 độ. Nói thế nào đây nhỉ? Dường như bỗng chốc Thẩm Bích Quân lại xem trọng anh hơn, thậm chí coi anh là món đồ của riêng mình cô. À, đương nhiên Thẩm Bích Quân vẫn thừa nhận sự thật Tạ Linh Ngọc là vị chủ nhân số một của Chu Dương. Chu Dương quay đầu, thấy Thẩm Bích Quân đang kéo Tạ Linh Ngọc đứng trước cửa phòng mình, nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý, quan sát anh từ đầu tới chân, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu cả người anh. Hai người tới đây làm gì? Chu Dương cạn lời, vẻ mặt của người phụ nữ này là sao đây? Chẳng lẽ cô định đi đánh ghen ư? Sao, bọn tôi không tới đây được à? Bọn tôi không tới thì làm sao thấy được anh ăn diện chỉn chu thế này, định đi gặp ai đấy mà trang trọng thế? Thẩm Bích Quân buông tay Tạ Linh Ngọc ra, cô tiến vào phòng, bước tới trước mặt Chu Dương, quan sát Chu Dương từ trên xuống dưới thật cẩn thận thêm lần nữa, rồi sau đó đột nhiên ghé sát lại gần anh. Chương 412, vợ và sếp đều muốn đi cùng. Trong nháy mắt, đầu Chu Dương xuất hiện dấu chấm hỏi. Chuyện gì thế này? Cô đang làm gì vậy? Có cần nói quá như thế không? Chu Dương cảm thấy cạn lời, chẳng lẽ cô nàng Thẩm Bích Quân này đã nghe được điều gì đó về anh, sao lại nhìn anh bằng cái kiểu đầy ẩn ý như vậy? Ha ha, nói quá hả? Chu Dương, xem ra anh vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân mình cho lắm. Thẩm Bích Quân duỗi một ngón tay ra, khẽ phe phẩy. Trong trí nhớ của tôi, cho dù là trong trường hợp nào, ví dụ như lần trước anh tới Trương gia, hay lần anh tới tiệc tối của Giang gia, chúng tôi cũng chưa từng thấy anh ăn mặc long trọng như vậy. Khiến cho chúng tôi nghĩ là anh không quan tâm tới ăn mặc, nhưng hôm nay anh lại đánh trống khua chiêng như vậy, nếu như nói không có chuyện gì gạt tôi và Linh Ngọc, tôi chắc chắn không tin. Thẩm Bích Quân nói như chém đinh chặt sắt, giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Hơn nữa, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. Giống như chỉ cần Chu Dương không giải thích thành thật, thì trong nháy mắt sẽ bị ánh mắt của cô trực tiếp chặt thành tám khúc. Nếu đổi lại là người có tính tình mềm yếu, lại hơi nhát gan đứng trước mặt Thẩm Bích Quân, thì sợ rằng đã thật sự bị cô ấy dọa sợ rồi. Nhưng mà Chu Dương biết rõ cô sếp không đáng tin này của mình là người như thế nào. Cùng lắm thì cô cũng chỉ được cái to mồm thôi, hoàn toàn chẳng làm ra được chuyện gì cả. Lúc trước quản lý của cửa hàng trụ sở chính đã báo cáo một việc với tôi. Hôm nay tôi sẽ đi gặp một người, trao đổi với họ về chuyện trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng trụ sở. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Tạ Linh Ngọc vẫn luôn đứng ngoài cửa, Chu Dương không tiếp tục giấu giếm nữa, anh tỏ vẻ nhận thua nói rõ hết mọi chuyện. Chu Dương có thể giả ngây giả dại, coi như không biết đối với thái độ của Thẩm Bích Quân, có thể cùng cô ấy vui đùa một chút. Nhưng đối với Tạ Linh Ngọc, người vợ hợp pháp của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có quyền được biết. Chu Dương sẽ không làm gì khiến cô nghi ngờ. Dù sao tình cảm giữa hai người trong 3 năm qua đã dần dần bấp bênh, đang trên bờ vực tan vỡ rồi. Nếu như không muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này, Chu Dương không được nói dối Tạ Linh Ngọc, hoặc là làm chuyện có lỗi với cô. Người đại diện hình ảnh. Thẩm Bích Quân nhanh nhạy bắt được trọng điểm trong lời nói của Chu Dương, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Có sát khí. Chu Dương dùng mình. Hiện tại, cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương đã phát triển rất thuận lợi, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời kỳ đỉnh điểm, thì sau này lại trở về tình trạng bình thường. Lúc này lựa chọn một người trở thành người đại diện hình ảnh là một việc cực kỳ quan trọng để gắn kết khách hàng. Hơn nữa trước kia Trương Di Tâm là quản lý của cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Thần, cô ấy có kinh nghiệm rất phong phú. Đây là chủ ý mà cô ấy đề xuất, người kia cũng là người mà lúc trước cô ấy đã chọn, tôi chỉ đi xác nhận lại, rồi xác định với đối phương về đãi ngộ cuối cùng thôi. Chu Dương cố gắng nói qua loa, giống như tất cả mọi chuyện này không liên quan chút nào tới bản thân. Nếu không phải vì vấn đề quyền hạn, thì một mình Trương Di Tâm có thể xử lý tất cả chuyện này, mà việc anh tham gia lần này chẳng qua cũng chỉ là làm đúng quá trình thủ tục thôi. Nói như thế, thì cho dù là Thẩm Bích Quân cũng khó có thể tìm thấy sơ hở nào. Trong lòng Chu Dương dương tự đắc, anh cảm thấy trong trận đấu lần này, bản thân đã toàn thắng Thẩm Bích Quân. Chung quy mấu chốt nằm ở chỉ số thông minh mà. Chuyện là như thế đấy, để tỏ lòng tôn trọng với đối phương, đương nhiên tôi phải sửa soạn thật tốt. Nhưng mà cũng chỉ ăn diện hơn bình thường một chút thôi,
không còn vấn đề gì nữa đúng không? Chu Dương nhướng mày, cười nói. Ừ, đúng là như vậy. Thẩm Bích Quân tay chống cằm nhìn Chu Dương, không ngờ lại thất thần mất một lát. Chu Dương bất chợt cảm thấy cạn lời, rốt cuộc là sao vậy, rõ ràng vừa rồi còn tỏ vẻ dương cung bạt kiếm, sao bây giờ lại thất thần rồi? Nhưng cứ mặc kệ cô nàng Thẩm Bích Quân này đi, Chu Dương nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Hôm nay hai người có việc cần làm sao? Giọng nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu khác hoàn toàn khi nói chuyện với Thẩm Bích Quân. Không có. Tạ Linh Ngọc khẽ lắc đầu, giọng nói cũng rất nhỏ. Nếu không phải sự chú ý của Chu Dương vẫn luôn ở trên người cô, thì sợ rằng anh đã không nghe rõ được. Có rồi. Thẩm Bích Quân đang thử người ra thì bỗng dưng kêu lên một tiếng, khiến cho Chu Dương sợ tới nhảy dựng lên. Cố nén tức giận trong lòng, Chu Dương quay đầu lại nhìn Thẩm Bích Quân. Anh trầm giọng hỏi. Thẩm Bích Quân tổng tài, cô có thể đừng la toáng lên như thế được không? Nếu tôi bị cô dọa sợ mà xảy ra chuyện gì, thì cô chịu trách nhiệm hậu quả nhé. Thật sự Chu Dương không có cách nào trị được Thẩm Bích Quân. Mà thật ra quan hệ của hai người trước kia không có thân thiết mấy, cũng chỉ tốt hơn quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường một chút. Nhưng cũng xuất phát từ sự biết ơn của anh đối với cấp trên là Thẩm Bích Quân. Mà chắc rằng Thẩm Bích Quân cũng có kỳ vọng với cấp dưới là anh. Nhưng từ lần đó, anh hít sâu vài hơi, bình lặng lại cảm xúc không ổn định nơi đáy lòng, anh mở mắt ra. Tâm trạng không ổn định trong lòng Chu Dương đã hoàn toàn trở lại như cũ. Chu Dương, hay là tôi với Linh Ngọc cùng anh đi gặp người đại diện hình ảnh này nhé? Dù sao hôm nay chúng tôi cũng không có chuyện gì phải làm cả. Thẩm Bích Quân vui vẻ reo lên, rồi vội vàng bước vài bước đến trước người Tạ Linh Ngọc, kéo lấy Tạ Linh Ngọc, hai người cùng đi đến trước mặt Chu Dương. Không đợi Chu Dương kịp nói cái gì, khóe miệng của Thẩm Bích Quân đã nhếch lên. Không cho phép phản đối, tôi là sếp của anh, Linh Ngọc là vợ anh. Hai người chúng tôi đi cùng anh cũng đâu phải ngồi chơi đâu, còn liên quan tới công việc đấy. Thẩm Bích Quân vươn tay ra nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho phép anh từ chối. Những lời Chu Dương định nói, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Đụng phải người sếp thế này, thật khiến cho người ta không biết phải làm sao. Không còn cách nào khác, Chu Dương đành phải đồng ý. Nhưng mà anh đưa ra ba quy ước với Thẩm Bích Quân. Lúc gặp mặt đại sứ hình ảnh, hai người các cô không thể tự ý chủ trương, nói năng tùy tiện. Đồng thời, hai cô cũng không được xen vào chuyện này. Cuối cùng, Chu Dương cẩn thận yêu cầu hai người, không được nảy sinh bất cứ mâu thuẫn gì với đối phương. Sau khi đưa ra ba quy ước, Chu Dương cũng coi như sắp xếp ổn thỏa rồi. Cả người dường như thay đổi 360 độ, phong thái rạng rỡ hẳn lên. Mà lần này Chu Dương cũng coi như đã tốn không ít công sức. Nhìn bản thân trong gương, Chu Dương gật đầu liên tục, xem như cũng tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất khi đứng giữa Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và một người khác có thể là Giang Yên, anh cũng sẽ không bị người khác coi thành cóc ghẻ. Trương Tâm Di đã nói qua điện thoại, đối phương yêu cầu gặp mặt ở bờ sông. Nhưng mà sông Trường Giang to như vậy, giống như rồng lớn trên 9 tầng mây. Cho dù con rồng này chỉ có một phần ở Trường Sa thôi, nhưng bữa tối này cũng rất dài. Nếu như gặp mặt, thì tất nhiên không thể gặp ở nơi hoang vắng yên tĩnh được. Mà nơi đã phát triển cũng chỉ có đường Trường Giang ở phía bắc Trường Sa. Toàn bộ con đường Trường Giang dọc theo sông Trường Giang, uốn lượn cũng phải hơn mấy ngàn mét. Hơn nữa chỉ cách sông Trường Giang một vách ngăn, là một vòng xuyến có chu vi chỉ vỏn vẹn 1.000 mét. Bốn người Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Ngưu Xuyên lúc đến nơi, nhìn đoàn người tấp nập trước mắt, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. 413, quả nhiên là cô ấy. Suy cho cùng, dân số toàn bộ Hoa Hạ quả thật quá nhiều, mà Trường Sa là thành phố của Tương Tây, hơn nữa bây giờ là thời điểm giao mùa thu đông, nhịp sống của mọi người đã chậm lại ít nhiều, thế nên lại có thời gian ra ngoài chơi. Theo yêu cầu của bên kia, lần này gặp nhau tại một quán cà phê bên bờ sông Trường Giang. Chu Dương không biết tại sao bên kia lại chọn một nơi như quán cà phê như vậy. Tuy nhiên, nếu là yêu cầu của đối phương, Chu Dương cũng không từ chối. Nếu tìm thì cũng nhanh chóng tìm thấy quán cà phê mà bên kia yêu cầu. Quán cà phê Zero. Nhìn vào quán rộng mấy chục mét vuông, bên ngoài treo một tấm biển có chút cũ nát, mấy người nhất thời trầm mặc. Một chỗ như vậy, rốt cuộc tái sao lại tồn tại ở một nơi có giá thuê đắt đỏ như vậy? Chẳng lẽ chủ quán dùng tình yêu để phát điện sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng, hiện tại trong quán không có người, chỉ có một cặp tình nhân đang ngồi trong góc,
mà xem ra cũng là sinh viên đại học, mức tiêu thụ cũng vô cùng hạn chế. Mặc dù trong lòng rất buồn nôn nhưng Chu Dương vẫn lặng lẽ bước vào quán cà phê Zero này. Đứng ở tầng 1, tự chỗ mình nhìn thoáng qua, trừ cặp tình nhân kia, cũng chỉ có một nhân viên pha chế hai tay chống cằm xem TV ở quầy bar. Chu Dương cũng không làm phiền họ, đi thẳng lên tầng 2. Lúc ở tầng 1, mấy người Chu Dương còn cảm thấy cảnh vật trong quán có chút u ám. Mặc dù vẫn bật đèn nhưng lại không hề sáng. Nhưng ngay khi lên đến tầng 2, mọi người đột nhiên cảm thấy sáng rõ. Sông Trường Giang cách đó không xa, cách một tấm kính to là có thể trực tiếp thấy bằng mắt. Tầm nhìn ở đây rất tốt. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Dương. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt và sự chú ý của anh đã bị một cô gái ở trong góc thu hút. Lúc này, Chu Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một cô gái nhưng bóng lưng này cũng rất quen thuộc. Ngoài ra, tầng 2 không có ai. Sau khi xem giờ, thời gian mà đối phương hẹn đã sớm qua rồi. Nếu đây là cố ý đến trễ, thì cũng không cần việc này. Vậy, có phải cô ấy? Trong lòng thầm nghĩ, Chu Dương không do dự bước chân, từ từ chậm rãi đi về phía góc. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân vẫn đang nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau khi thấy chuyển động của Chu Dương, nhất thời trong lòng thấy căng thẳng, vội vàng bước đến. Lúc này, Chu Dương đã đi đến đằng sau người phụ nữ. Xin chào. Chu Dương nhẹ giọng nói, trên mặt nở một nụ cười, trông có vẻ dễ gần, không có chút ý nghĩ xấu, hoàn toàn là bộ dạng của một người tốt, hơn nữa chỉ cần nhìn qua có chút phong độ của một người tốt. Cô gái ấy nghe được lời của Chu Dương, ngay lập tức nhìn qua. Là cô sao? Nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, Chu Dương hơi kinh ngạc. Mặc dù có chút suy đoán trong lòng, hơn nữa cũng rất tự tin, nhưng sau khi thực sự xác nhận, loại cảm giác này so với tâm tình lúc nãy quả thật không giống. Giang Yến. Thực sự là cô ấy. Sau khi bình tĩnh lại, Chu Dương ngồi đối diện nhìn Giang Yến, không nói gì. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng nhân thể ngồi trên một cái ghế dài trước mặt họ. Hai bên lúc đó, quá lắm chỉ cách nhau một cái ghế. Thế nào, không quen sao? Thấy Chu Dương không nói gì, Giang Yến cũng không cảm thấy bên kia thất lễ, mà chỉ khẽ che khóe miệng, khẽ mỉm cười. Lúc cười, lông mày của Giang Yến như một lưỡi liềm, nhìn qua, trông rất đẹp, giống như lộ ra một luồng linh khí. Lúc Trương Tâm Di nói với tôi đã nghĩ có thể là cô. Rốt cuộc, vẻ đẹp có thể khiến cô ấy kinh ngạc, khắp tỉnh Tương Tây, e rằng có thể được đếm trên tay, hơn nữa, còn ở Trường Sa, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cô. Chu Dương mỉm cười, sau đó giống như bắt gặp một người quen, bắt đầu hàn huyên. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Nhưng nếu tính thật sự, đây là lần gặp mặt thứ ba. Lần đầu tiên là trong bữa tối của Giang gia, Chu Dương đã chủ động tìm Giang Yến để nói chuyện, còn coi cô như tiểu thư của một gia tộc nào đó. Lần thứ hai là tại khách sạn Song Hỷ Lai, Giang Yến muốn vào nghỉ ngơi, nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân. Chu Dương giúp cô thuê một căn phòng, sau đó cùng cô đi dạo. Và đây là lần thứ ba, cũng là vì thảo luận về việc Giang Yến trở thành người đại diện của cửa hàng công ty Danh Dương. Nhiều chuyện như định mệnh, loại duyên phận này, thật tuyệt vời. Ít nhất, bây giờ Chu Dương cảm thấy như vậy. Mặc dù anh không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa anh và Giang Yến, nhưng giữa chừng, Chu Dương lại có cảm giác rằng Giang Yến có thể là một bước ngoặt trong mối quan hệ của anh với Giang gia. Cụ thể hơn, Chu Dương cũng đoán không được, muốn đoán cũng không được, đơn giản là không phải đoán, không phải nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên. Sao cô lại muốn trở thành người đại diện hình ảnh? Tôi còn tưởng. Chu Dương cười hỏi, kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có sự chuẩn bị nào về việc bên kia sẽ trả lời. Tưởng gì, tưởng tôi là tiểu thư của Giang gia, nên sẽ xem thường việc làm người đại diện sao? Giang Yến cũng cười nói, không có bất kỳ gánh nặng nào với thân phận là tiểu thư của Giang gia. Thực ra, lần đầu tiên đến cửa hàng đó, anh làm bộ như cái gì cũng không biết, ai mà biết anh là ông chủ của cửa hàng, không lẽ, với ai anh cũng cẩn thận dè dặt như vậy sao? Giang Yến cười nói, kỳ thật, chuyện này xem ra khá thú vị. Khi Chu Dương lần đầu tiên đưa cô đến cửa hàng trụ sở chính, anh đã giả vờ không biết gì. Nhưng sau khi trở về với Giang gia, Giang Yến đã biết được rằng cửa hàng này là cửa hàng trụ sở chính đầu tiên của công ty Danh Dương gần đây đang rất nổi tiếng, và Chu Dương chính là chủ của cửa hàng đó. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề.
Lý do tại sao tôi sở dĩ muốn trở thành người đại diện hình ảnh là vì tôi vẫn hy vọng có thể làm dịu bớt mâu thuẫn giữa anh và Giang gia. Ít nhất, khi hai bên thực sự gặp rắc rối, sau cùng có cạnh tranh, anh cũng có thể nể mặt tôi, nương tay một chút, chí ít cũng không đuổi cùng giết tận. Giang Yến nhẹ giọng nói, thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng những lời này rơi vào tai của Chu Dương, cũng làm cho anh hết sức kinh ngạc. Những lời này của Giang Yến rốt cuộc là có ý gì? Có phải Giang gia đã yêu cầu cô đến thử, hay đây là những gì bản thân Giang Yến muốn nói? Nếu Giang gia yêu cầu Giang Yến đến đây, vậy mục đích của Giang gia là gì? Có phải Giang gia đang tìm đường lui? Tuy nhiên, điều này căn bản không giống với những gì Giang gia đang làm trước mắt. E là hai bên có căng thẳng thì cũng không thể làm như vậy. Vậy đây là những gì bản thân Giang Yến muốn nói? Nhưng tại sao cô lại tin rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là Chu Dương chứ không phải Giang gia? Suy cho cùng, Giang Yến là người của Giang gia, chẳng lẽ không nên hy vọng gia đình mình có thể cười đến cùng sao? Hơn nữa, với thực lực trước mắt Chu Dương, so với thực lực của Giang gia, e rằng sẽ không ai nghĩ rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là Chu Dương. Dù cho tại thời điểm này, đằng sau Chu Dương có là người của Trương gia. Tuy nhiên, Giang gia đã liên minh với Dư gia, Đỗ gia và Đường gia, chỉ về thực lực bên ngoài đã vượt qua cả Chu Dương và Trương gia. Vậy, sự lo lắng của Giang Yến đến từ đâu? Chương 414, Thẩm Bích Quân nóng tính. Cô nói vậy là sao, dù gì cô cũng là người của Giang gia, giờ lại xem trọng tôi thế à? Chu Dương cảm thấy cạn lời. Tôi không phải xem trọng anh, mà là không xem trọng Giang gia. Sau khi Giang Yến nói xong, nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, cô mới tiếp tục nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, lần này về nước, Giang gia đã cho tôi cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vài năm trước đây. Rất nhiều người trong nhà gần như phát điên. Họ quá coi trọng quyền lực và sự giàu có, chẳng lẽ những gì Giang gia có được bây giờ, vẫn chưa có thể thỏa mãn bọn họ sao? Trời muốn cho con người diệt vong, tất yếu cần phải làm người ta điên cuồng. Chu Dương, tôi cảm thấy rằng Giang gia, ngay cả chính bố tôi, đều thật sự đã điên rồi. Mà anh lại thật tỉnh táo, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đối mặt với người như anh, Giang gia hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Huống chi, tôi luôn cảm thấy rằng anh bây giờ không còn thực sự là anh nữa. Giang Yến nói từng câu, giọng điệu điềm tĩnh từ đầu đến cuối, như thể trong lòng cô không hề dao động. Nói xong, lại là sự trầm mặc. Lúc này đây, Chu Dương cũng để ý đến hàm ý châm biếm tinh tế trong lời nói của Giang Yến. Chẳng lẽ thật sự đúng như cô ấy nói, không có ý gì hơn? Chu Dương không hiểu, nhưng lại biết rằng Giang Yến khác với những người còn lại trong Giang gia. Ngay cả Giang Hành Phương, người sau đó đã chủ động hòa giải với Chu Dương, sau lưng e rằng cũng có những suy nghĩ sâu xa. Nếu để so sánh, Giang Yến giống như một bông sen trong bùn. Ha ha, nếu thực sự bị cô nói trúng, tôi cũng không để cho họ một con đường. Thôi, đừng nói về những điều nhàm chán đó nữa. Hay là bàn bạc chuyện trở thành người đại diện đi, cô có ý tưởng gì không? Chu Dương khẽ gật đầu, xem như đáp lại thỉnh cầu của Giang Yến, sau đó liền chủ động đề cập đến chuyện hình ảnh người đại diện. Trong lúc Chu Dương và Giang Yến đang bàn bạc, Thẩm Bích Quân ngồi ghế đằng sau lén lút giỏng tai lắng nghe. Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên mặt không chút thay đổi, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Hai người này rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy? Cứ im lặng một lúc rồi lại cười. Chắc chắn phải có một cái gì đó. Thẩm Bích Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ống hút trong tay đã sớm bị cô nắm chặt, không biết biến thành hình dạng gì. Linh Ngọc, không lẽ cô không quản sao? Làm gì có chuyện tổng tài lại nói chuyện vui vẻ với người đại diện hình ảnh như thế? Thẩm Bích Quân nhìn không được, nhưng cô ấy không thể trực tiếp qua đó dò xét, cô nhỏ giọng nói. Kỳ thực, giờ này khắc này, trong đầu Thẩm Bích Quân đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng phía sau. Có hình ảnh Chu Dương với một người phụ nữ xinh đẹp thân mật dựa sát đầu vào nhau. Có hình ảnh Chu Dương ôm hôn tình cảm với một người phụ nữ đẹp. Ngoài ra còn có hình ảnh một người phụ nữ kéo cánh tay Chu Dương, liên tục làm núng. À, tôi chịu không nổi nữa, không được, tôi phải đi nhắc nhở bọn họ, đây là nơi công cộng, không thể cứ trơ mắt nhìn vậy được. Một tiếng hét trong đầu Thẩm Bích Quân, cô lắc đầu dữ dội, ném tất cả những hình ảnh đó ném ra khỏi tâm trí. Mạnh mẽ đứng dậy, chỉ hai bước chân đã đến chỗ Chu Dương. Tôi nói các người. Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị chất vấn, nhưng khi nhìn rõ hai người, những lời cô vừa chuẩn bị nói ra đột nhiên bị chặn lại trong miệng,
không thể cất lên được. Thẩm Bích Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, ngẩn ra, hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời, lại cảm thấy rằng đối phương nhìn qua rất quen thuộc, giống như trước đó đã gặp nhau ở đâu rồi. Cô là... Thẩm Bích Quân nhìn kỹ hơn, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên trở nên có chút ảm đạm khó coi. Cô là người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang Gia. Từng chữ gằn lên khi hai hàm răng nghiến chặt, ngay lập tức thái độ thù địch của Thẩm Bích Quân đối với Giang Yến đã lộ rõ. Người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang Gia. Sau khi Thẩm Bích Quân nói xong, Chu Dương và Giang Yến đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu, Thẩm Bích Quân đột nhiên lao tới, khiến cả hai hơi kinh ngạc. Họ còn tưởng là tên vô lại nào. Nhưng sau khi thấy rõ ràng là một người phụ nữ, lại là một người phụ nữ đẹp, Chu Dương và Giang Yến lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chu Dương nhận ra Thẩm Bích Quân. Giang Yến theo bản năng cảm thấy Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ yếu đuối, không hề có mối đe dọa nào. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Thẩm Bích Quân dường như nhìn thấy điều gì đó khó lường, vừa mất mát vừa tức giận, cô ấy nói với Giang Yến bằng ngữ khí rất tệ. Giang Yến khó hiểu nhìn Thẩm Bích Quân. Hơn nữa, vừa rồi câu người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang gia của Thẩm Bích Quân càng khiến Giang Yến không khỏi bối rối. Chu Dương cũng lập tức nghĩ tới điều gì đó. Lúc trước ở bữa tiệc ở Giang gia, Chu Dương để Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc lại, rồi tìm được Giang Yến trò chuyện. Lúc đó, Chu Dương còn tưởng rằng Giang Yến chẳng qua là tiểu thư trong gia tộc. Gặp nhau một lần, thì anh sẽ không gặp lại nữa. Có lẽ tại thời điểm đó, hình ảnh hai người họ đang trò chuyện đã bị Thẩm Bích Quân nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, Chu Dương nhớ rằng lúc đó anh đã rất cao hứng với Giang Yến, cùng nhau đã về quan điểm và ý kiến của mình về nhiều phương diện. Đại khái, vào thời điểm đó, hình ảnh đó đã bị Thẩm Bích Quân nhìn thấy, bị cô cho rằng là bằng chứng rõ ràng nhất về việc Chu Dương và Giang Yến có tư tình với nhau. Hơn nữa, hôm nay Chu Dương tự mình ăn diện, còn lợi dụng việc gặp người đại diện hình ảnh để che đậy, điều này khiến Thẩm Bích Quân càng tức giận hơn, hận không thể lập tức đem đôi cẩu nam nữ này phanh làm tám mảnh. Thẩm Tổng, sao cô lại ở đây? Thấy vậy, trong lòng Chu Dương biết rằng một điều gì đó rất tệ. Nếu anh không làm gì, e rằng Thẩm Bích Quân sẽ động tay với Giang Yến. Thực sự, không biết người phụ nữ này đã lấy nguồn cơn tức giận ở đâu. Thầm nghĩ, Chu Dương vội vàng đứng dậy, giới thiệu hai người với nhau. Anh thực sự sợ rằng nếu mình chậm một chút, thì Thẩm Bích Quân sẽ bắt đầu ra tay. Thẩm Tổng, đây là Giang Yến, tiểu thư của Giang gia. Giang Yến, đây là chủ tịch của công ty Danh Dương chúng tôi, Thẩm Bích Quân. Việc này không nên chậm trễ, Chu Dương nhanh chóng giới thiệu hai người họ. Lúc này, Thẩm Bích Quân mới phản ứng. Giang Yến, tiểu thư Giang gia. Không phải Giang gia có ác cảm lớn với Chu Dương sao? Làm thế nào tiểu thư đây lại có thể đến gặp Chu Dương? Hơn nữa bộ dạng dường như mối quan hệ với Chu Dương cũng rất tốt, hai người cười nói nãy giờ. Đây chắc là lý do thoái thác của Chu Dương. Hừ, bị tôi nhìn ra hết rồi nhé, quả nhiên tôi vẫn có đôi mắt tinh tường, chuyện như này, làm thế nào lại có thể qua mắt tôi? Hai người. Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị vạch trần Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đột nhiên từ bên cạnh đi đến, nhanh kéo Thẩm Bích Quân định phát hỏa. Giang tiểu thư, xin chào, chúng tôi đến đây cùng Chu Tổng. Chu Tổng nói phải cùng anh ấy xác nhận về chuyện người đại diện nên chúng tôi đã đến để ghi biên bản. Tạ Linh Ngọc giơ cuốn sổ lên, coi như là bằng chứng cho những gì cô vừa nói. Lần này, không chỉ Thẩm Bích Quân, ngay cả Chu Dương cũng bối rối. Họ không biết Tạ Linh Ngọc định làm gì, từ đâu lấy ra cuốn sổ. Thoạt nhìn, có vẻ khá giống sổ của anh. Chương 415, Giang Hành Nguyên khống chế con gái. Nhưng trên thực tế, lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Chẳng qua lúc này, nhiệm vụ chính của Tạ Linh Ngọc là ngăn chặn Thẩm Bích Quân, để cô ấy không làm phiền Chu Dương và Giang Yến. Tạ Linh Ngọc tin tưởng vào lời giải thích vừa rồi của Chu Dương. Bởi vì Chu Dương trước giờ chưa từng nói dối cô. Sau khi kéo Thẩm Bích Quân trở lại, Tạ Linh Ngọc liền đặt cuốn sổ sang một bên, nhẹ lắc đầu với Thẩm Bích Quân đang nghi hoặc khó hiểu. Linh Ngọc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn thế này, hai người họ có gian tình đó. Làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ, còn giúp anh ấy nói chuyện? Bây giờ Thẩm Bích Quân hết sức tức giận, Chu Dương đáng ghét. Không giúp cô nói chuyện thì đã đành, vậy mà còn nói giúp cho Giang Yến. Nói rất dễ nghe, tiểu thư Giang gia, nhưng trên thực tế lại không biết tiểu hồ ly tinh từ đâu đến. Không sai, vào lúc này, Thẩm Bích Quân đã xác nhận,
giữa Chu Dương và Giang Yến nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Vốn dĩ Tạ Linh Ngọc cũng ở đây, cô ấy là vợ hợp pháp chính thức của Chu Dương, lẽ ra có quyền uy cao nhất, có thể ngăn chặn tiểu hồ ly tinh đó rất tốt. Nhưng Thẩm Bích Quân không ngờ Tạ Linh Ngọc lại giúp Chu Dương. Thẩm Tổng, chắc hẳn là cô hiểu lầm rồi. Giữa Chu Dương và Giang Yến không có vấn đề gì, thực sự chỉ đang thảo luận về chuyện người đại diện hình ảnh. Tạ Linh Ngọc khẽ nói. Trời ơi, em gái tốt của tôi ơi, đàn ông đều không phải là thứ gì tốt lành. Cô sao có thể nghe tin lời nói một bên của anh ấy được? Thẩm Bích Quân vừa nghe thấy, đây là Tạ Linh Ngọc không muốn quản. Trong lòng lập tức lo lắng, vội vàng khuyên nhủ. Chu Dương trước giờ chưa từng lừa gạt tôi, cũng chưa hề nói dối. Tôi tin vào anh ấy. Còn về mọi chuyện có thật hay không, sau này chúng ta có thể biết được. Nhưng Linh Ngọc lại rất cố chấp, kiên định đứng về phía Chu Dương. Thẩm Bích Quân đành chịu, trong lòng nặng nề thở dài. Khi nghĩ đến ánh mắt của Giang Yến nhìn về Chu Dương, thân thiết như thế. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Bích Quân nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Thật xin lỗi, Thẩm Tổng có thể đã hiểu nhầm gì đó. Chu Dương cũng hơi xấu hổ, vội vàng giải thích. Anh không muốn Giang Yến hiểu lầm anh, hiểu lầm Thẩm Bích Quân. Dẫu sao hai bên vẫn phải hợp tác trong tương lai, nếu trong lòng có hiểu lầm thì không tốt. Không sao, tôi có thể hiểu. Giang Yến cười nói, biểu cảm không mấy vui vẻ. Trong lòng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Bất kể Giang Yến có thực sự không để ý hay không, có thực sự đã hiểu hay không, ít nhất bây giờ biểu hiện có vẻ là như vậy. Thực ra, Thẩm Tổng vừa nãy có thể đã hiểu lầm cô. Cô có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc tại Giang gia không? Tôi nghĩ có thể lần đó Thẩm Tổng đã nhìn thấy, còn cho rằng giữa chúng ta có gì đó nữa. Ha ha! Chu Dương cười hơi ngượng ngùng, bị Thẩm Bích Quân làm ầm ĩ khiến anh khó nói chuyện trước mặt Giang Yến. Có điều may là Giang Yến không hề quan tâm đến những chuyện này. Sau khi khẽ nói vài câu không để ý, Chu Dương cũng hiểu rõ suy nghĩ của cô, nên không tiếp tục nói chuyện này nữa. Chủ đề giữa hai người lập tức chuyển sang người đại diện hình ảnh vừa nãy bị Thẩm Bích Quân gián đoạn. Giang gia. Kể từ khi Giang Yến ở đại sảnh phản bác lại Dư Hoa, Dư Hổ, Đường Văn Trung, Đường Thế Văn trước mặt mọi người. Những ngày qua, mấy người đó đã không đến Giang gia nữa. Mỗi lần chỉ có một mình Đỗ Văn đến. Sau vài lần hỏi dò, Giang Hành Nguyên cũng lấy lệ cho qua chuyện. Vào ngày hôm đó, sau khi Giang Yến ra ngoài đi dạo một ngày, thì trực tiếp trở về Giang gia. Giang Hành Nguyên cũng bí mật hỏi bảo vệ đi theo bảo vệ Giang Yến, trên đường đi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng câu trả lời nhận được, đều là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Điều này cũng khiến trong lòng Giang Hành Nguyên hơi buông lỏng. Cho nên mấy ngày qua, Giang Hành Nguyên đã bớt trông coi Giang Yến, cũng không cử người đi theo Giang Yến mọi lúc. Tiểu thư có ở đây không? Lần này, sau khi giải quyết một số việc, trở về trang viện của Giang gia, Giang Hành Nguyên nghĩ đến việc mấy ngày không gặp Giang Yến, tùy tiện hỏi một câu. Thế nhưng cơ thể của người giúp việc khẽ run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra lời. Bỗng chốc trong lòng Giang Hành Nguyên liền vang lên hồi chuông báo động. Lẽ nào Giang Yến đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Có lời gì thì nói thẳng, ngập ngừng ấp úng, trông thành dáng vẻ gì? Trầm giọng quát hỏi, lúc này không nghi ngờ gì, sự uy nghi của nhị gia Giang gia, Giang Hành Nguyên được bộc lộ, người giúp việc phút chốc câm như hến. Thưa nhị gia, hôm nay tiểu thư ra ngoài rồi. Một nữ giúp việc nhỏ giọng nói, rất sợ âm thanh to chút sẽ khiến Giang Hành Nguyên tức giận. Suy cho cùng, trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hả, đi ra ngoài, có biết tiểu thư đã đi đâu không? Có ai đi theo bảo vệ không? Nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi vừa nãy của người làm, hơn nữa bây giờ Giang Yến đã thực sự ra ngoài, trong lòng Giang Hành Nguyên lập tức cảnh giác, trầm giọng hỏi. Nếu căn cứ theo trông coi như trước đây, chỉ cần Giang Yến ở Trường Sa thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà mấy ngày này, Giang Hành Nguyên cảm thấy Giang Yến chắc hẳn sẽ không ra ngoài đi lung tung, cho nên việc trông coi cô ấy đã buông lỏng đi nhiều. Thưa nhị gia, tiểu thư không nói đi đâu, cũng không cho phép ai đi theo, nhưng tâm trạng hôm nay của tiểu thư rất tốt. Vào buổi chiều, cô ấy còn đặc biệt ăn diện. Nữ giúp việc khẽ nói, thân là người giúp việc bên cạnh chăm sóc cho Giang Yến, cô ấy cũng rất nghi ngờ về trạng thái hôm nay của Giang Yến. Bình thường, Giang Yến là một nữ thần lạnh lùng. Chưa kể người ngoài không thể dễ dàng tiếp cận, cho dù người trong Giang gia cũng không thể tùy ý là có thể nhìn thấy Giang Yến.
Nhưng hôm nay, Giang Yến giống như một cô gái nhỏ, trên mặt luôn cười rạng rỡ, hát khẽ. Bắt đầu từ lúc chiều, Giang Yến đã ở trong phòng, đứng trước gương không ngừng thay quần áo. Nữ giúp việc ở ngoài cửa phòng, đã nghe thấy Giang Yến nhiều lần trách móc quần áo trông không đẹp. Nữ giúp việc biết trạng thái của tiểu thư Giang Yến hôm nay giống như dáng vẻ của một người phải đi gặp người mình thích. Lúc đó suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu, thì bị nữ giúp việc lập tức xua tan cái ý nghĩ này đi. Tiểu thư đi gặp người mình thích. Tuyệt đối không có khả năng. Nữ giúp việc hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu chuyện này là thật, Giang gia sẽ biến thành dáng vẻ gì, Giang Hành Nguyên sẽ phát điên đến mức nào. Hả, đặc biệt ăn diện. Thoáng cái, Giang Hành Nguyên nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của nữ giúp việc. Trong nháy mắt, một hình ảnh khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận xuất hiện trong tâm trí của Giang Hành Nguyên. Giang Yến thay quần áo, giày công ăn diện đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy một người đàn ông, lập tức vui vẻ bổ nhào lên, trực tiếp nhào vào trong lòng của người đàn ông đó. Nhưng điều quan trọng nhất là khuôn mặt của người đàn ông dần trở thành hiện thực. Giây tiếp theo, Giang Hành Nguyên nổi giận. Người đàn ông đó vậy mà là Chu Dương. Chuyện này là không thể. Người đâu, đi tìm tiểu thư về đây cho ta. Cho dù nó đi với ai cũng phải đưa người trở lại. Gầm lên giận dữ một tiếng. Sau khi xông lên nổi giận đùng đùng với bảo vệ, Giang Hành Nguyên cảm thấy bản thân sắp hết hơi. Các bảo vệ cũng ngạc nhiên nhìn Giang Hành Nguyên, bọn họ không biết tại sao Giang Hành Nguyên lại tức giận đến như vậy. Tiểu thư Giang Yến đi ra ngoài không phải là chuyện bình thường sao? Lẽ nào còn bắt tiểu thư ở trong trang viên Giang gia mãi ư? Đó không phải là giam cầm sao? Đây là biến thái thích khống chế con gái. Bỗng chốc, trong lòng của mấy người bảo vệ số ít đã oán thầm Giang Hành Nguyên. Chẳng qua Giang Hành Nguyên đã ra lệnh, bọn họ tất nhiên không thể từ chối, từng người họ lập tức đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm Giang Yến. Nhị gia, người đâu, nhị gia ngất rồi. Các bảo vệ vừa mới ra ngoài, Giang Hành Nguyên lồng ngực tắc nghẽn, liền ngất đi. Đám người giúp việc cũng hoảng hốt lo sợ. Giang gia bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nhưng Chu Dương và Giang Yến không hay biết gì về những chuyện này. Bây giờ, họ vừa mới đạt được mục đích hợp tác của đại sứ hình ảnh. Sau khi hẹn 3 ngày sau ký hợp đồng với Giang Yến, Chu Dương liền đứng dậy, nói lời tạm biệt. Lần này, anh đến gặp Giang Yến, ngoài việc liên quan đến người đại diện hình ảnh, còn để xác nhận thân phận người đẹp trong lời nói của Trương Tâm Di. Bây giờ thân phận đã được xác nhận, anh ở lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bên cạnh có một Thẩm Bích Quân có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Chu Dương không muốn chút nữa xảy ra chuyện gì đó không thể ngăn chặn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.